Này mỗi lần cỗ xe ngựa không cần chật trội như vậy, lần này chết quá nhiều người. Giang giật vẫn là cùng chiến vô song tiền vạn quán chiến lâm nhi một chiếc xe ngựa, tô như tuyết tiến vào trước mặt chiếc xe ngựa kia, đại bộ đội trầm mặc hướng linh thú sơn học viện chạy tới. Hô, Giang giật tiến vào trong xe ngựa, ngã đầu tựu ngủ, để lại một câu nói, đừng kêu tỉnh ta, ta nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc. Chiến vô song cùng tiền vạn quán liếc nhau, hai người đều có chút đáng thương nhìn qua Giang giật, bọn hắn biết rõ giang giật không phải thân thể mệt mỏi mà là tâm mệt mỏi đại bộ đội nhanh chóng hướng linh thú sơn chạy đi lần này trên đường không có tao ngộ nửa điểm nguy hiểm bình tĩnh vô cùng duy nhất phát sinh một kiện đại sự liền là mất tích một người đại bộ đội tại một thành trì bên trong qua đêm lúc cơ thính vũ đột nhiên tại nửa đêm mất tích giang giật biết được tin tức này về sau không hề nói gì một mực trầm mặc trốn ở trong xe ngựa ngoại trừ đi ngủ liền là tu luyện cũng rất ít cùng tiền vạn quán chiến vô song nói chuyện phiếm Tô Như Tuyết cũng quỷ dị một mực không hề lộ diện. Tại đến linh thú Sơn học viện hai ngày trước, Giang giật ngược lại là đạt được một tin tức tốt. Giang Vân Hải bình yên vô sự, hắn chủ động liên hệ tiền ra người truyền tới một tin tức, Giang Tiểu Nô hắn đã an trí thỏa đáng, để Giang giật an tâm ở trong học viện tu luyện. Giang nhân đồ như thế Trương Dương mang theo một vạn sát thần vệ đích thân đến vạn Long Cốc, đây chính là tại hướng thiên hạ thông cáo một sự kiện, Giang Biệt Ly rất coi trọng Giang giật, ai dám động đến hắn, liền đợi đến thần võ quốc đệ nhất cường giả kinh thiên chi nộ đi. Sở dĩ theo tiền vạn quán suy tính, trong cuộc sống sau này Giang Giật sẽ rất an toàn, Giang Vân Hải cũng sẽ rất an toàn, trưởng tôn gia không có khả năng đang liều lĩnh triệt để đắc tội Giang Biệt Ly nguy hiểm, truy sát Giang Vân Hải. Hơn 10 ngày về sau, sát thần vệ cũng trùng trùng điệp điệp chạy về Giang Y Thành, đối với Giang Biệt Ly tự mình triệu tập đại quân rêu rao khắp nơi, thần võ quốc vương thất không có nửa điểm biểu thị, tựa hồ hoàn toàn không biết rõ tình hình. Giang Nghịch Lưu có chút thảm, mặc dù Giang Nhân Đồ để cho người ta cho hắn chữa thương, hắn trở lại Giang Y Thành trước đó hai chân đã khôi phục. Nhưng tiến Giang Y Thành, hắn tự bị Giang Nhân Đồ mang theo đi mẫu thân hắn ở Thanh Vân Các, sau đó. Hắn bị giam lỏng, Giang Biệt Ly để cho người ta truyền lời, để hảo hảo tỉnh lại một năm. Giam lỏng một năm đây là việc nhỏ, mấu chốt chính là Giang Biệt Ly thái độ. Giang Nghịch Lưu mẫu thân liên tục đi cầu kiến Giang Biệt Ly 4 năm lần, nhưng Giang Biệt Ly một lần không có gặp nàng thậm chí còn để cho người ta truyền lời ra còn dám tiếp tục náo liền để nàng mang theo giang nghịch lưu lăn ra giang y thành giang nghịch lưu hiểu rõ nhất hắn cái này lão tử giang biệt ly đây là đã đến nổi giận mức cực hạn giống như hắn không phải giang biệt ly thân nhi tử giờ phút này sợ là đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần hắn cũng minh bạch sợ là hắn tại giang biệt ly trong lòng ấn tượng đã kém đến cực điểm để hắn duy nhất may mắn chính là giang giật không cùng lấy trở về mà lại giống như rất phản cảm Giang Biệt Ly còn mở miệng muốn tiêu diệt Giang Nhân đồ giống như Giang Giật lần này trở về nhận chủ Quy Tông, về sau ai kế thừa Trấn Tây Vương chi vị thật đúng là hai chuyện. Trấn Tây Vương Phủ, Long Đằng Các, Giang Biệt Ly Long Bàng Hổ cứ ngồi tại một tấm hàn thiết trên bảo tọa, nghe xong Giang Nhân đồ báo cáo, trên mặt hắn vẫn không có một tia tâm tình chập chờn chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ nhỏ rộng nỉ non một câu, y phiêu phiêu, con của ngươi cùng ngươi quả nhiên không có sai biệt a à, cái này quật cường cuồng ngạo tính tình, rất giống quá giống. Vương gia, Giang Nhân đồ mặt mũi tràn đầy giữ tợn run rẩy thoáng cái, bẩm báo nói, căn cứ vào Thiên Quân Mộ Tầm bảo người giảng thuật, tiểu thế tử thực lực cường đại đến, hắn tại Linh Thú Sơn học viện cảm ngộ sát lục chân ý, hơn nữa còn có thể phóng thích một loại võ kỹ, đơn giản nổ chết tử phủ đỉnh phong võ giả. Đúng rồi, còn có, hắn không biết tại Thiên Quân trong mộ đạt được bảo vật gì, còn đem ngươi nhân vương ấn làm hỏng. Ừ, Giang Biệt Ly nồng đậm mày kiếm vẩy một cái, hắn thu tập được tình báo, Giang giật hơn nửa năm trước tại thiên võ thành thế nhưng là chỉ có chú đỉnh cảnh nhất trọng, lại từ phủ cảnh vô địch còn có thể phá hắn người vương ấn. Hắn mắt hổ lấp lóe vài vòng, quát khẽ nói thiên quân trong mộ mang về người cẩn thận hỏi thăm, còn có đi thiên võ thành, linh thú sơn học viện điều tra trinh sát trở về không có đi đem giang giật sở hữu tư liệu mang đến cho ta, ta muốn biết những năm này phát sinh ở giang giật trên người tất cả mọi chuyện. chương 135, ta là hắn lão tử. Không thể không nói giang gia hạ nhân làm việc hiệu suất chi cao, vẹn vẹn một canh giờ giang nhân đồ lần nữa trở về đem giang giật tại thiên võ thành linh thú sơn học viện còn có rất nhiều chuyện đều điều tra nhất thanh nhị sở nghe xong giang nhân đồ kỹ càng báo cáo về sau giang biệt ly mặt trầm xuống dưới hắn mắt hổ bên trong hàn quang bắn ra bốn phía trầm mặc thật lâu không nói sau một lát mới u u thở dài nói y phiêu phiêu người tâm quá độc ác người không cho ta biết giang giật tồn tại đây là tại cố ý trả thù ta sao giang nhân đồ ở một bên trầm mặc đứng thẳng chờ Giang Biệt Ly cảm khái hoàn tất, mới dò hỏi, vương gia, căn cứ tư liệu suy đoán, tiểu thế tử đoán chừng tu luyện một loại rất thần kỳ công pháp, hoặc là rất võ kỹ, cái này chẳng lẽ là áo phu nhân truyền cho hắn. Không biết, Giang Biệt Ly lắc đầu nói, ngưng tiếng nói, y phiêu phiêu trên người có quá nhiều bí mật, lai lịch của nàng ta còn không rõ ràng lắm. Nếu như là nàng truyền cho Giang Giật, kia nàng vì sao muốn đem Giang Giật đan điền phong ấn. Ách, à, Giang nhân đồ có chút mơ hồ, hắn chừng mắt nhìn nói, vậy làm sao bây giờ tiểu thế tử quá cố chấp, rõ ràng đối với ngài có chút phản cảm, sợ là sẽ không trở về nhận chủ quy tông, nếu không. Vương ra người tự mình xuất động, đi gặp hắn một chút. Ta vì sao muốn đi gặp hắn? Giang biệt ly hờ hững lườm giang nhân đồ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ta là hắn lão tử, hắn là nhi tử ta, nào có lão tử ăn nói khép nép đi gặp nhi tử hắn muốn trở về liền trở lại, không trở lại tự chết ở bên ngoài đi. Ai, giang nhân đồ cúi đầu than nhỏ, Giang Biệt Ly nói Giang giật tính tình cùng y phiêu phiêu đồng dạng cố chấp quật cường, lại không nói cùng hắn cũng rất giống như hắn hiểu rõ nhất Giang Biệt Ly, biết rõ hắn là một cái cỡ nào kiêu ngạo tự phụ người, để hắn hạ mình đi đem Giang giật mang về hiển nhiên là không thành. Giang nhân đồ trầm mặc một trận, hỏi lại lần nữa, kia muốn hay không phái hai cái ám vệ, bảo hộ thoáng cái tiểu thế tử an toàn. Không cần, Giang Biệt Ly vung tay lên nói, lần này cho hắn mặt mũi đã đủ lớn, hắn đã như vậy ngoan minh không thay đổi, về sau chuyện của hắn các ngươi cũng đừng quản, liền để hắn ở bên ngoài sông vào một lần đi, ngày nào đâm đến bể đầu chảy máu, tự nhiên là biết rõ trở về. A, à, kia thuộc hạ cáo lui. Giang Nhân Đồ nhìn thấy Giang Biệt Ly quay người chắp tay đứng thẳng không nói nữa, bất đắc dĩ lui xuống. Lần này Giang Biệt Ly cho tư thái cùng thành ý xác thực đầy đủ, đáng tiếc Giang giật quá không nhìn được thú vị. Giang Biệt Ly hiển nhiên cũng thật sự nổi giận thần võ quốc đệ nhất cường giả tôn nghiêm tự nhiên không có khả năng hết lần này đến lần khác để cho người ta trả đạp, dù cho người này là con trai ruột của hắn. Chuyện lần này rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần võ quốc, tiếp theo truyền khắp đại lục. Giang Biệt Ly là thần võ quốc đệ nhất cường giả, cũng là đại lục trí cường giả một trong, chuyện của hắn lục quốc các đại gia tộc đều rất là chú ý, Giang giật cái tên này cũng rất mau ra các gia tộc trên tình báo. Nhất là thần võ quốc bên trong, Giang giật cái tên này càng là như mặt trời ban trưa, thiên quân trong mộ sự tình nguyên náo lớn như vậy, căn bản không áp chế nổi, thần võ quốc các đại gia tộc rất nhanh nhận được tin tức, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Một cái hơn nửa năm trước vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng phế vật, vậy mà tử phủ cảnh vô địch mà lại mặt ngoài thực lực vẫn là chú đỉnh cảnh thất trọng. Bất quá nghĩ đến giang giật là giang biệt ly nhi tử, rất nhiều người tựu không thấy lạ. Sông sinh rồng, phượng sinh phong, lão thử nhi tử sẽ đào động, giang biệt ly thiên tài như thế tuyệt thế, con của hắn nếu như là cái phế vật này mới khiến người kỳ quái. Giang giật đối với chuyện bên ngoài nửa điểm không biết được, đương nhiên coi như tiền vạn quán biết rõ muốn nói cho hắn, hắn cũng không muốn biết rõ. Hắn trở lại linh thú sơn học viện sau tựu cả ngày bế quan tu luyện, hắn cùng tôi như tuyết đoạt không ít bảo vật, lần này huyết luyện tự nhiên nhẹ nhõm thông qua được, hắn trở thành phổ thông học viện cũng không cần đi săn giết yêu thú, cả ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ ngay tại tính thu trong phòng bế quan. Theo tô như tuyết nói còn một tháng nữa, liêu đại sư liền trở lại hắn muốn đem cảnh giới tăng lên một chút đến lúc đó trực tiếp khiêu chiến năm tên tinh anh học viên lần nữa tấn cấp tiếp theo thỉnh cầu liêu đại sư xuất thủ trị liệu hắn đã sớm âm thầm làm ra quyết định cho giang tiểu nô chữa trị xong lập tức cùng giang vân hải cao chạy xa bay thậm chí hắn đều muốn rời đi thần võ quốc hắn không muốn cả ngày tại giang biệt ly ngay dưới mắt còn sống cái này khiến hắn toàn thân đều không thoải mái kỳ thật giang giật coi như không tăng lên cảnh giới hắn trực tiếp khiêu chiến tinh anh học viên sợ là có thể nhẹ nhõm tấn cấp thậm chí hắn đều có thể chọn chiến thiên tài học viên sát lục chân ý vừa ra học viên bên trong xếp hạng thứ nhất phân phỉ công chúa sợ là cũng không thể chống lại a học viên bên trong kỳ thật đã sớm đem giang giật nhận định là thực lực đệ nhất chỉ là giang giật chính mình không biết mà thôi đương nhiên giang giật liều máng như vậy tu luyện kỳ thật còn có một nguyên nhân hắn đang trốn tránh hắn cảm giác linh thú sơn học viên sở hữu học viên cùng đạo sư ánh mắt nhìn hắn đều là lạ cái này khiến hắn phi thường không thoải mái, dứt khoát tự trốn đi tu luyện tốt. Giang giật mỗi ngày trời còn chưa sáng liền đi tĩnh tu thất, chờ trời, trời, hoàn toàn tối mới xuất quan trở lại trong tiểu viện nghỉ ngơi. Lúc đầu hắn trở thành phổ thông học viên, là có thể đổi túc xá, nhưng hắn người không thế nào giảng cứu những này, cùng tiền vạn quán hai người ở cùng nhau cũng dễ chịu, sở dĩ tự cự tuyệt. Sự tình qua đi hơn nửa tháng, bởi vì giang giật điệu thấp, sự tình cũng rất nhanh lắng xuống. Tại hơn 20 ngày sau, Giang giật bình tĩnh tu luyện thời gian rốt cuộc bị đánh vỡ, tại trời tối thời gian Giang giật theo thường lệ trở lại ký túc xá chuẩn bị ăn cơm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tô Như Tuyết tới. Liêu đại sư trở về, Tô Như Tuyết khai môn kiến sơn nói, Giang giật đôi mắt lập tức sáng lên, trầm giọng nói ra, chúng ta lúc nào đi gặp hắn nếu không ta trời sáng liền đi khiêu chiến, tấn cấp làm tinh anh học viên. Tô Như Tuyết nhìn lướt qua bên cạnh tiền vạn quán, hắn lập tức thức thời cười ha hả đi ra ngoài, còn đóng cửa lại, không ngừng cùng giang giật nháy mắt ra hiệu đánh lấy ánh mắt, đem tô như tuyết tức giận đến răng trực dương dương. Giang giật, các loại trợ tiền vạn quán đi về sau, tô như tuyết mới thở dài nói, người hẳn phải biết, tại vạn long cốc giang nhân đồ đem tề viện trưởng đắc tội, sở dĩ đi cầu nàng ra mặt là không thể nào. Giống như, người có thể đi cầu cầu ra các viện trưởng, có lẽ sự tình tựu đơn giản. Ra các viện trưởng không đi, giang giật con người lạnh lẽo, lập tức cự tuyệt nói. Gia Cát Thanh Vân cùng Giang Biệt Ly là mạc nghịch chi giao, đi cầu Gia Cát Thanh Vân tương đương đang cầu xin Giang Biệt Ly, Giang giật nếu là muốn cầu Giang Biệt Ly cũng không cần tới này linh thú sơn học viện. Cái kia chỉ có tìm vận may, tô như tuyết khe khẽ thở dài nói, đi thôi, ta trước dẫn người đi gặp Liêu Đại Sư, hắn không thấy ngươi lại khiêu chiến tấn cấp tốt. Người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, không có viện trưởng cầu tình, Liêu Đại Sư mở ra điều kiện sợ là sẽ phải để ngươi khó có thể chịu đựng. Chỉ cần có thể chữa khỏi tiểu nô, bất kỳ cái gì điều kiện đều không phải là vấn đề. Giang giật cười nhạt một tiếng, hắn cũng không phải ngô hạ A mông, cái này liêu đại sư tổng sẽ không cần thánh khí A. Hai người ra viện tử, một đường hướng về sau viện đi đến, nửa nén hương sau hai người tới một cái xa hoa bên ngoài viện. Cửa đang đóng, tô như tuyết sau khi gõ cửa rất mau ra đến một tên thị nữ, tô như tuyết nói rõ ý đổ đến, thị nữ kia chấm dứt tới cửa đi vào thông bẩm. Kết quả, hai người ở bên ngoài đợi chừng nửa canh giờ, thị nữ kia mới lần nữa mở ra cửa sân. Nàng hờ hững nhìn lướt qua giang giật nói, Liêu đại sư nói, tô đạo sư có thể đi vào, còn như còn lại người không có phận sự hết thảy không thấy. chương 136, người này ta cứu không được. Tô như tuyết có chút cuống lên, giang giật đi vào không đi, cái kia còn nói chuyện gì. Nàng đang muốn nói hơn hai câu, giang giật lại đưa tay ngăn trở nàng, hắn trước khi đi hai bước từ trong ngực lấy ra vài miếng kim diệp tử đưa tới, lúc này mới cười nói, vị tỷ tỷ này, ta cũng không phải tạp vụ bọn người, ta thật có chuyện quan trọng cầu kiến đại sư, làm phiền ngươi hỗ trợ trò chuyện. Thị nữ lặng yên tiếp nhận kim diệp tử, sắc mặt thoáng cái khá hơn một chút, bất quá nàng vẫn là lập tức đóng cửa lại, hờ hững nói ra, vậy liền lại đợi chút đi, ta lại đi thông bẩm một tiếng. ầm um, ngôn môn trùng điệp đóng lại, cái này nhất đẳng lại là nửa canh giờ, giang giật còn không có cơm nước xong xuôi, đều bụng đói hoa hoa kêu. Tô như tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên có một chút giận, giang giật ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, ngược lại khuyên lên tô như tuyết nói đừng nóng vội a à, đại lục mới các vị thiên gia trị liệu sư bực này đại nhân vật không lay động đủ kiêu ngạo làm sao thể hiện bọn hắn tôn vinh tựu ngươi hiểu nhiều lắm tô như tuyết giận giữ chu cái miệng nhỏ nhắn tự nhiên mà vậy lườm hắn một cái dưới bóng đêm loại kia bản năng chảy ra ra, ra vũ mị thấy giang giật sướng sờ tô như tuyết cũng cảm giác dạng này tựa hồ quá thân mật vội vàng quay đầu ra đi hai người đều trầm mặc không nói nhưng bầu không khí lại càng thêm kiểu diễm thiên quân mộ sau khi ra ngoài Giang giật đây là lần thứ nhất nhìn thấy tô như tuyết, hai người cứ việc thời gian dài như vậy không gặp, lại cảm giác không có nửa điểm cảm giác xa lạ, kinh lịch mấy lần sinh tử hoạn nạn, quan hệ của hai người trở nên phá lệ vi diệu. Tô như tuyết tại biết rõ giang giật là giang biệt ly nhi tử sau cũng không có đặc biệt biểu thị, càng không hỏi nhiều một câu, cùng trước kia không có khác nhau. Kít, cũng may cửa sân rất mau đánh mở ra, để cho hai người không có như vậy xấu hổ, thị nữ kia ngạo nghế quét hai người một chút, nói, đều đi vào đi. Hai người vội vàng nói tạ, đi theo cái này mũi vỉnh lên trời thì nữ đi vào một cái phòng khách nhỏ, thì nữ này một ly trà cũng không cho, để lại một câu nói nhẹ lướt đi, đợi lấy đi, chế chút liêu đại sư giúp xong, sẽ ra ngoài thấy các ngươi. Giang giật cùng tôi như tuyết nước nhau đều nở nụ cười khổ, bất quá nghĩ đến liêu đại sư không gần như chỉ ở học viện địa vị gần với gia cắt viện trường, coi như ra bên ngoài các siêu cấp gia tộc gia chủ cũng không dám lười biếng, hai người cũng liền bình thường trở lại. Đại lục này rất là tàn khốc thường xuyên bộc phát chiến tranh cùng chiến đấu, bất kỳ cái gì cường giả cũng không dám cam đoan hắn liền sẽ không chết, hội không bị thương. Mà đại lục chỉ có bốn vị thiên gia trị liệu sư liền là bọn hắn sinh mệnh bảo hộ, chỉ cần có đầy đủ tốt dược thảo, bốn vị này đại sư là có thể đem ngươi theo tử thần kia kéo trở về, sở dĩ bốn vị này thiên gia trị liệu sư địa vị tự nhiên cũng liền tôn vinh. Lần này hai người lần nữa đợi gần nửa canh giờ, một vị áo xám lão giả mới khoan thai tới chậm, phía sau hắn đi theo hai tên thị nữ đi vào phòng khách nhỏ, Trực tiếp ngồi lên chủ vị, thị nữ bưng tới nước trà hắn uống một ngụm mới hở hững nhìn hai người một chút, cuối cùng ánh mắt dừng ở tô như tuyết trên thân, nhàn nhạt, nhạt nói ra tô đạo sư, tìm lão phu có chuyện gì. Tô như tuyết cùng giang giật đã sớm đứng lên, hai người đồng thời cho liêu đại sư không người hành lễ, tô như tuyết đi thẳng vào vấn để nói ra, liêu đại sư, không dối gạt ngài, lần này chúng ta đến đây là có một chuyện muốn nhờ, nghĩ xin ngài cứu chữa một người. Liêu đại sư hẳn là có năm sáu tuổi không quá mức phát đen nhánh trên mặt cơ bắp sáng loáng khôn khéo, nhìn giống như ba bốn mươi tuổi người. Hắn tướng mạo rất phổ thông, nhưng bất kỳ người nhìn một chút tuyệt đối sẽ lại nhìn nhìn lần thứ hai, bởi vậy trên người hắn tựa hồ có loại nhàn nhạt khí chất, khả năng hấp dẫn người lực chú ý. Hắn không ngạc nhiên chút nào cười cười, mở miệng yếu ớt nói, người biết quy củ, lão phu xuất thủ, đại giới rất cao. Giang giật đôi mắt sáng lên, chắp tay gấp giọng nói, bất kỳ giá nào đều được, chỉ cần đại sư xuất thủ. Hừ, nào biết Liêu đại sư sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, mặt xoay mở ra đi. Đứng bên cạnh lập một tên thị nữ lập tức khiển trách, người thì tính là cái gì nơi này có phần của ngươi nói chuyện còn dám lắm miệng liền lăn ra ngoài. Giang giật biến sắc, Tô Như Tuyết cũng rất mất tự nhiên, một tên thị nữ càng như thế lớn uy phong bất quá hai người rất nhanh áp chế tức giận trong lòng, Giang giật trầm mặc đứng thẳng không còn dám mở miệng, Tô Như Tuyết thì chắc tay nói, Như Tuyết biết rõ quy củ, đại sư ra giá đi. Liêu đại sư lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu thản nhiên nói ra, trước nói bệnh tình đi, giống như chị không hết các ngươi cho lão phu lại cao hơn giá vị cũng vô dụng. Giang giật cùng tô như tuyết nói qua giang tiểu nô sự tình, nàng dừng một chút giải thích nói, là một thiếu nữ, bên trong hắc quả phụ nhiện độc, sau đó trên người nàng độc bị buộc ra, đáng tiếc có một ít độc tố thẩm thấu trong đầu, một mực trong ngủ mê. Hắc quả phụ, liêu đại sư cao mày, trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi, trong khoảng cách độc đến bao lâu? Tô như tuyết tính một cái, trả lời 8, 9 tháng kia rất phiền toái liêu đại sư khẽ lắc đầu nói giống như vừa mới chúng độc liền mời lão phu lập tức xuất thủ chuyện kia tựu đơn giản độc tố đoán chừng đã thẩm thấu toàn bộ trong linh hồn coi như cứu sống cũng là đồ đần các ngươi đi thôi người này ta cứu không được coi như có thể cứu cái này đại giới các ngươi cũng chịu đựng không được oanh nghe được phía trước kia mấy câu giang giật trong đầu tựa như vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang thẳng đến nghe rõ ràng câu nói sau cùng mới thức tỉnh tới hắn trong con người đều là cấp bách, cũng không dám mở miệng chỉ có thể nhìn qua tô như tuyết, không ngừng cho nàng nháy mắt ra dấu. Tô như tuyết không biết cái này giang tiểu nô là thật rất khó cứu, vẫn là cái này liêu đại sư cố ý đang hù dọa hai người, nhưng nàng nhìn thấy liêu đại sư đứng dậy liền muốn rời đi, cũng chỉ có thể cắn răng lần nữa không người bái cầu đạo, mời đại sư xuất thủ, vô luận bất kỳ giá nào, chúng ta đều nguyện ý gánh chịu. Ừ, liêu đại sư trong đôi mắt hiện lên một tia chiêu tức, cười lạnh nói ra, linh hồn này phiền toái nhất, muốn cứu chữa người này, đầu tiên nhất định phải có chấn hồn thảo, tiếp theo còn nhất định phải dựa vào thiên niên cầu tham trừ độc, cuối cùng còn cần tam hoa thất diệp thảo vững chắc, các người đi tìm đủ cái này ba loại linh dược, lại đến tìm lão phu đi. Nói xong liêu đại sư mang theo một tên thị nữ nhanh chóng rời đi, một tên khác thị nữ thì cười lạnh nhìn qua hai người nói, hai vị, mời trở về đi. Chấn hồn thảo, thiên niên cầu tham, tam hoa thất diệp thảo. Giang giật cùng tô như tuyết liếc nhau, hai người trong con người đều là ngưng trọng, bởi vì cái này ba loại linh thảo hai người đừng nói gặp qua, căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Hai người nện bước bước chân nặng nề đi ra viện tử, Tô Như Tuyết nhìn qua mặt mũi tràn đầy âm trầm giang giật, trấn an, giang giật, đừng nghĩ nhiều như vậy, đã cái này Liêu đại sư điểm danh muốn cái này ba loại linh dược, đại lục ở bên trên tự tuyệt đối có. Sự do người làm, luôn sẽ có biện pháp, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm kiếm thoáng cái. Cảm ơn ngươi, Tô đạo sư. Giang giật miễn cưỡng cười một tiếng, cáo biệt tô như tuyết nhanh chóng hướng ký túc xá đi đến. Vừa vào cửa hắn lập tức tìm tới tiền vạn quán hỏi thăm về đến, kết quả kiến thức rộng rãi tiền vạn quán cũng mơ hồ, hắn không hề nói gì nhanh chóng đi ra, trọn vẹn nửa canh giờ mới trở về. Sau khi đi vào khuôn mặt bên trên đều là tức giận, nổi giận đùng đùng mắng, lão đại. Đầu này lão cầu khẳng định là cố ý dọa dẫm ngươi, thiên nhiên cầu tham cùng tam hoa thất diệp thảo nhưng so sánh thánh dược, giá trị ít nhất ngàn vạn tử kim, còn như chấn hồn thảo càng là trên đại lục chỉ xuất hiện đếm rõ số lượng 10 cây. Ngàn vạn tử kim, Giang giật nghe được cái số này, thân thể nhoáng một cái, một năm trước hắn tại thiên võ thành vì 10 lượng tử kim đều kém chút gãi rách ra đầu, lại phải nghĩ biện pháp đi làm ngàn vạn tử kim hơn nữa còn có một vị linh dược tựa hồ mua không được. chương 137, tấn cấp khiêu chiến thi đấu. Đi qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, Giang giật lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi, người ý tứ ngoại trừ chấn hồn thảo bên ngoài, còn lại hai loại đều có thể dùng từ kim mua được. Tiền vạn quán trên mặt vẫn là tức giận bất bình chi sắc, gật đầu nói, mua là có thể mua được, đáng tiếc giá vị quá cao, cái này lão cầu tuyệt đối không cần chân quý như vậy linh thảo cũng có thể cứu sống tiểu nô muội muội hắn đây là cố ý dọa dẫm. Bất quá, lão đại, giống như người thật muốn mua, ta nhiều nhất có thể cho ngươi 500 vạn tử kim, đây là ta có thể động dụng lớn nhất quyền hạn. Không cần, Giang giật khoát tay áo nói, các người tiền ra mặc dù có tiền, nhưng đó là tiền ra, không phải ngươi. Mà lại ta cũng thiếu ngươi nhiều lắm, chính ta nghĩ biện pháp đi, Chấn Hồn Thảo thật mua không được sao? Cái gì thiếu ngươi thiếu của ta? Tiền Vạn quán mắt trợn trắng lên, có chút hơi giận nói, lão đại, ngươi cũng không lấy ta làm huynh đệ tiền của ta chính là của ngươi, ta một cái đường đường thiếu tộc trưởng phải dùng mấy trăm vạn tử kim, gia tộc những cái kia lão ngoan cố dám nói cái gì còn như. Chấn Hồn Thảo, trước mắt trên thị trường không có, cái này cần phái người tìm hiểu một đoạn thời gian. Tốt, vạn quán, lần này chân tâm làm phiền ngươi, gọi người giúp ta mau chóng tìm hiểu ra chấn hồn thảo hạ lạc, bao nhiêu tử kim đều được. Bất quá, giang giật con ngươi nhất chuyển, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói ra, ngươi tử kim ta cũng không muốn rồi, lại nói coi như ngươi cầm 500 vạn cũng không đủ, ta có biện pháp nhanh chóng kiếm lấy tử kim. Giang giật từ nhỏ lẻ lo hưu quạch, cùng giang tiểu nô sống nương tựa lẫn nhau, không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, dưỡng thành độc lập tính cách. Không thích nhất cầu người, thiếu người ân tình, mọi thứ đều thích dựa vào chính mình, sở dĩ tự nhiên cự tuyệt hắn. Hắn cũng hoàn toàn chính xác nghĩ đến một cái biện pháp kiếm tử kim, cái kia chính là săn giết yêu thú, cái này tam vạn đại sơn chính là không bao giờ thiếu yêu thú, yêu thú vật liệu đều rất đáng tiền, mà nhất gia nhị gia yêu thú đối với giang giật tới nói, hoàn toàn không có áp lực. Tiền vạn quán tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, rất nhanh đôi mắt sáng lên nói, lão đại, người nói là bằng vào sát lục chân ý săn giết yêu thú dựa vào, ta làm sao không nghĩ tới đâu lão đại ngươi sát lục chân ý vừa ra, sợ là cấp hai yêu thú đều chỉ có thể mặc cho xâm lược a cái này nhị ra yêu thú vật liệu thế nhưng là giá trị mấy trăm kim a, tiền vạn quán tựa như thấy được liên tục không ngừng từ kim theo thiên thượng rơi xuống, hắn tưởng tượng lấy giang giật sát lục chân ý khẽ động, sở hữu yêu thú đều biến thành cừu non mặc cho làm thịt hình tượng, cả người đều trở nên hưng phấn, giang giật trong mắt cũng lộ ra một tia lửa nóng, từ khi cảm ngộ sát lục chân ý hắn cũng cảm giác một đoạn thời gian không chém giết tựu toàn thân không thoải mái hắn khát vọng chiến đấu cùng giết chóc tựa hồ hắn trong khung cũng ẩn núp thị huyết thừa số hắn trầm ngâm một hồi rất nhanh làm quyết định trời sáng ta tựu khiêu chiến tinh anh học viên tấn cấp đi chờ đạt được thuần hóa linh thú bí thuật ta liền lập tức lên núi đến lúc đó vạn quán ngươi để cho người ta giúp ta thu thập yêu thú vật liệu bán ra chờ kiếm đủ tử kim trước tiên đem cái này hai vị linh dược mua lại lại nói tiền vạn quán đôi mắt sáng lên Trùng điệp gật đầu nói tốt. Ta và ngươi cùng đi, ta đi đi một chút cửa sau cũng làm cái tinh anh học viên thân phận, làm một cái linh thú chơi đùa. Đến lúc đó lão đại người vận dụng sát lục chân ý giúp ta trấn áp yêu thú, ta lại dễ dàng thuần hóa, ha ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Ân, ta phải suy nghĩ thật kỹ, thuần hóa một cái dạng gì yêu thú nhị dai huyết hổ bất quá bá khí, cuồng sư dực long vẫn là đại địa chi hùng. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Giang giật tự hướng học viện xin tấn cấp khiêu chiến, tin tức vừa truyền ra học viện lập tức khắp nơi oanh động. Mặc dù rất sớm đã truyền ngôn giang giật thực lực học viện đệ nhất, nhưng rất nhiều tinh anh học viên cùng thiên tài học viên đều không có tận mắt qua, tự nhiên là không tin tưởng. Giờ phút này có cơ hội tận mắt nhìn thấy, tinh anh học viên còn có cơ hội giao thủ với hắn, tự nhiên đều trở nên hưng phấn. Tề viện trưởng tự mình chủ trì lần này tấn cấp khiêu chiến, bị điểm tên xuất chiến 5 người cũng là tinh anh học viên bên trong người nổi bật, thực lực phổ biến đều đạt đến từ phủ cảnh tam trọng trở lên. Trung viện trên quảng trường, khiêu chiến còn chưa bắt đầu, học viện các học viên đều nhanh nhanh hướng nơi này tụ tập, rất nhiều đạo sư cũng tới. Bất quá Giang gia cùng trưởng tôn gia ở trong học viện chút ít học viên đều không dám lộ diện, Giang nghịch lưu bị giam lỏng, trưởng tôn vô kỵ trở về trưởng tôn gia, không ai cho bọn hắn chỗ dựa, Giang giật xuất hiện trường hợp bọn hắn rất tự giác tự động biến mất. Xa xa xa, phía tây truyền đến một trận tiếng bước chân, vô số ánh mắt đều quét tới, rất nhiều nữ học viên nhìn thấy đi tới trong bốn người ba vị thiếu niên đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng nhất là nhìn xem ở giữa vị kia thanh bảo thiếu niên ánh mắt càng là nóng bỏng vô cùng a à, tiền mập mạp nghĩ không ra còn có mỹ nữ thích người a à. chiến vô song nhìn thấy có nữ học viên mắt không chấp nhìn chằm chằm tiền vạn quán có chút ngoài ý muốn trêu đùa tiền vạn quán vô cùng vuốt vuốt trước mặt sợi tóc lạnh nhạt nói ra bản thiếu gia khôi ngô tiêu sái phong lưu phóng khoáng có mỹ nữ thích có cái gì kỳ quái Chiến Lâm Nhi cười khúc khích, đùa cợt nói ra, các nàng thích cũng không phải tiền mập mạp, mà là tiền mập mạp ra tiền. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng, sẽ khiêu chiến nhưng không có nửa điểm khẩn trương, hắn lướt qua cách đó không xa một vị mặc nóng bỏng thiếu nữ xinh đẹp, vỗ vỗ chiến vô song bả vai thấp giọng nói, người vị kia vân phỉ công chúa đang xem ngươi đây. Chiến vô song theo bản năng hướng vân phỉ nhìn lại, hai người liếc nhau, đều hừ lạnh một tiếng riêng phần mình quay đầu ra đi. Giang giật khe khẽ thở dài, hai vị này rõ ràng xem vừa ý, lại một bộ trời sinh oan ra bộ dáng, để cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Vân phỉ công chúa, Giang giật đột nhiên hướng phía trước đi mau mấy bước, đi vào vân phỉ trước mặt, chỉ vào chiến vô song cười nói, ngày đó các ngươi tỷ thí chưa thành, nếu không hôm nay ta thay thế chiến vô song đánh một trận ta thua hôn một chút người thị nữ cước, người thua hôn ta chiến huynh đệ một cái như thế nào. Soạt, phụ cận học viên lập tức một mảnh xôn xao, trận đấu này còn chưa bắt đầu, liền muốn đánh trước một trận thêm nhiệt thi đấu sao mà lại tiền đặt cược này hương diễm như vậy rất nhiều người ánh mắt lập tức khóa chặt vân phỉ công chúa muốn nhìn một chút cái này học viện đệ nhất nhân có dám hay không ứng chiến cũng nghĩ chứng thực một chút giang giật phải trang như theo như đồn đại như vậy dữ dội vân phỉ công chúa biến sắc hừ lạnh một tiếng nói giang giật người nghĩ hay lắm ngươi là coi trọng ta cái này tiểu thị nữ đi ta mới không cho ngươi cơ hội đâu muốn đánh để chiến vô song đến đánh xem bản công chúa làm sao hành hạ hắn vân phỉ công chúa không ứng chiến rất nhiều người đều thất vọng, bất quá cũng âm thầm kinh hãi, xem ra giang giật quả nhiên rất mạnh. Xa xa xa, bác viện truyền đến một trận tiếng bước chân, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, đưa ánh mắt về phía phương Bắc. Tề viện trưởng cùng mấy vị viện trưởng cùng một đám đạo sư nhanh chóng đi tới, đi đến giữa sân đảo mắt một vòng, tề viện trưởng mới đưa tay đè xuống bốn phía tiếng nghị luận, mở miệng nói, xét thấy giang giật học viên thực lực đặc thù, ta cùng các vị phó viện trưởng thương nghị một phen, lần này tấn cấp khiêu chiến quy tắc cải biến. Giang giật học viên, người nếu là thông qua lần này khiêu chiến, có thể trực tiếp tấn cấp làm thiên tài học viên, cũng thu hoạch được thuần hóa linh thú bí thuật, cấp cao nhất linh thú phù, cùng vĩnh cửu miễn phí sử dụng nam viện sở hữu khí thất tư cách. Đương nhiên, lần này đối thủ của người đem cũng sẽ cải biến, bởi thì ra là 5 người biến thành 50 vị tùy ý học viên, mà lại trong đó còn có 10 vị đạo sư, người có giảm ứng chiến. Xoạt, toàn trường xôn xao, phần thưởng này không chỉ có trước nay chưa từng có, khiêu chiến độ khó cũng như thế, lại còn có đạo sư xuất chiến học viên bởi thì ra là tinh anh học viên biến thành tùy ý học viên đây không phải là đại biểu thiên tài học viên có thể xuất chiến phải biết thiên tài học viên bên trong thế nhưng là có mấy người là đặc thù chủng tộc sau so như mây phỉ công chúa tự có được phu thuật đồng thời rất nhiều người linh thú cũng cực kỳ khủng bố đạo sư thực lực càng là cường hãn cái này bụng dạ hẹp hòi lão thái bà giang giật thầm mắng một tiếng giang nhân đồ đắc tội nàng mắc mớ gì tới hắn a cái này tề viện trưởng rõ ràng là tại công báo tư thù chỉ là như thế trường hợp hắn sao có thể e sợ chiến, hắn chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước, đảo mắt một vòng nói tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến. Bất quá, ta có một cái yêu cầu, chương 138 tử đấu, yêu cầu, tề viện trưởng sắc mặt trầm xuống, còn lại các vị phó viện trưởng cũng mất tự nhiên, rất nhiều học viên thì lặng yên giơ ngón tay cái lên. Lại có học viên dám cùng học viện bàn điều kiện, hắn không sợ bị trục xuất học viện. Tề viện trưởng vốn là xem giang giật khó chịu, giờ phút này càng là hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói ra, người có cái gì yêu cầu. Giang giật cười nhạt một cái nói, rất đơn giản, ta yêu cầu trận đấu này trở thành tử đấu, bất kể thương vong, nếu không ta không cách nào toàn lực thi triển. Ừ, Giang giật vừa rơi xuống, rất nhiều sắc mặt người dây lát biến, so như mây phỉ công chúa, tỉ như những cái kia cảm kích đạo sư, tỉ như một chút vào thiên quân mộ thiên tài tinh anh học viên, toàn bộ người đều bản năng cảm giác hoảng sợ mắt thấy qua giang giật đồ sát người càng là sắc mặt trở nên yếu ớt, thân thể cũng hơi run rẩy lên, cái này nếu là cho giang giật toàn lực thi triển, đừng nói 50 người, 500 học viên cùng đạo sư đều không đủ hắn giết. Đây là tấn cấp khiêu chiến thi đấu, vốn là có hạn chế, cơ bản nhất nguyên tắc liền là không thể giết người, nếu không sẽ trục xuất học viện. Nếu là tranh tài, vân phỉ công chúa bọn người ngược lại là dám lên chàng chơi đùa, rất nhiều người lại lặng lẽ lui lại, có hai tên đạo sư cũng thân thể co rụt lại. Người yêu cầu tử đấu người tựu không sợ bị giết chết sao tề viện trưởng nhướng mày, nhìn qua Giang giật trầm giọng nói. Giang giật bật cười lớn nói, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Đám đạo sư không phải thường xuyên dạy bảo chúng ta, một cái võ giả cũng không sợ tử vong sao tề viện trưởng yên tâm, ta hội hết sức khống chế không nặng tay. Nếu có người có thể giết chết ta, ta Giang giật không bao giờ nửa câu oán hận. Tốt ha, à, tề viện trưởng bất đắc dĩ thở dài, học viên đưa ra tử đấu học viện bình thường sẽ không cự tuyệt, mà lại nàng cũng tin tưởng có các nàng tại giang giật căn bản giết không được người, cho nên nàng cùng các vị phó viện trưởng lướt nhau, quát khẽ nói, ai nguyện ý xuất chiến lần này xuất chiến tinh anh học viên có thể đạt được 500 điểm tích lũy, thiên tài học viên 1000 điểm tích lũy, đạo sư 3000. Bá bá bá, rất nhiều học viên tự động lui lại, bộ phận đạo sư cũng lặng yên hướng về sau mặt lui hai bước, tề viện trưởng ra lệnh một tiếng, lại không có người nào xuất chiến. Ừ, tề viện trưởng biến sắc, có chút nổi giận, nàng rét lạnh ánh mắt tại một đám đạo sư trên thân đảo qua trầm giọng nói, không ai xuất chiến sao. Những đạo sư kia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng cắn răng đứng ra 10 cái nam đạo sư. Nhiều như vậy học viên nhìn xem, tề viện trưởng lại nhìn xem bọn hắn, còn không ra chạm không nói được. Đạo sư sợ học viên, cái này nếu là truyền đến bên ngoài, sợ là linh thú sơn học viện mặt mũi muốn quét sân. Tề viện trưởng coi như hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua tinh anh bộ cùng thiên tài bộ học viên, trầm giọng nói tinh anh học viên xuất chiến một ngàn điểm tích lũy thiên tài học viện hai ngàn các ngươi sợ cái gì có ta ở đây sẽ còn để các ngươi xảy ra chuyện có trọng thường tất có dũng phu tăng thêm có thể viện trưởng cam đoan rất nhiều người động tâm có chút thiên tài học viên tỷ như đại hạ quốc đại gia tộc công tử cũng rất là không phục không tin tưởng giang giật thật sự có như vậy thực lực cường đại rất nhiều không ngừng có người bắt đầu báo danh giang giật ngày đó đổ sát phân phỉ công chúa liền tại phụ cận cất giấu sở dĩ tề viện trưởng ám hiệu nàng rất nhiều lần, quả thực là bất phi sở động. Tề viện trưởng có chút cuống lên, đột nhiên truyền âm nhập mật nói, phân phỉ, người cũng tới chàng đi, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện. Các ngươi nếu là có thể thắng giang giật, của ta tự sáng tạo võ kỹ thổi vân trưởng tự truyền thụ cho ngươi. Vân phỉ đôi mắt sáng lên, cái này thổi vân trưởng thế nhưng là tề viện trưởng thành danh võ kỹ A, cấp bậc là thiên giai hạ phẩm. Nàng trầm ngâm một chút, cắn răng nói ra tốt, ta cũng xuất chiến. Xoạt, bốn phía học viên toàn bộ hưng phấn lên, vân phỉ vu thuật thế nhưng là dị thường tà môn, lần này có nàng xuất chiến, trận này tấn cấp tranh tài sẽ có rất lớn xem chút, tuyệt đối là linh thú sơn học viện vạn năm khó gặp rầm rộ. Rất nhanh 10 tên đạo sư, 40 tên học viên đều đã chọn được, đạo sư có ba cái là tử phủ cảnh đỉnh phong, mặt khác 7 cái tử phủ cảnh thất trọng trở lên. Học viên ít nhất đều là tử phủ cảnh nhị trọng, càng có vân phỉ mấy tên thiên tài học viên, thực lực đạt tới tử phủ cảnh ngũ trọng trở lên, có ba người còn có được đặc thù thần thông. Chiến vô song lặng yên đi tới, chỉ vào mấy người hạ giọng cùng Giang Giật nói ra, Giang Giật, cẩn thận vân phỉ, thần ảnh, Ani ba người. Vân phỉ vô thuật nghe đồn rất quỷ dị, thần ảnh là đại hạ quốc siêu cấp gia tộc một trong thần gia công tử, nghe nói là phong chi linh thể, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ani là thiên huyền quốc man tộc phương tử, lực đại vô cùng, thân thể phòng ngự siêu cấp, bảo khí đều không gây thương tổn được. Ừm, ta sẽ cẩn thận. Giang giật sắc mặt cũng ngưng trọng lên, người bình thường ngược lại là không quan trọng, cái này có đặc thù thần thông võ giả nguy hiểm nhất. Nhất là vân phỉ vu thuật, thứ này nghe xong liền khiến người dùng mình, những thứ không biết luôn làm người sợ hãi. Thối lui, tề viện trưởng quát khẽ một tiếng, học viên tự động hướng bên cạnh tản ra, đem trong sân rộng cấp cho ra. Những đạo sư kia cùng xuất chiến các học viên nhanh chóng hướng trong sân rộng đi đến, đều không có tụ tập cùng một chỗ mà là làm thành một vòng tròn, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Giang Giật. Giang Giật nhìn một cái đứng tại tề viện trưởng đằng sau quan chiến tô như tuyết, lặng yên đưa tới một tia cảm kích, lúc này mới nhanh chân hướng giữa sân đi đến, đi lại vững vàng, thần sắc thong dong, tựa hồ hành tẩu tại chính mình hậu viện nhẹ nhõm. Vù vù, Giang Giật đi ngang qua chỗ, phía trước học viên tự động thối lui, Giang Giật đi vào trong sân rộng, ánh mắt đảo mắt mọi người một vòng, lúc này mới hở hững nói ra, bắt đầu đi. Chanh chanh, vô số người trong nháy mắt rút ra trên người binh khí, rất nhiều người cũng trước tiên vận chuyển nguyên lực, trong đôi mắt chiến ý cao long, liền chờ tề viện trưởng ra lệnh một tiếng bắt đầu công kích. Tề viện trưởng nhìn thấy tất cả mọi người sẵn sàng, cùng mấy tên phó viện trưởng nhẹ gật đầu. Mấy người lập tức phân tán đi bốn phía, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu chàng. Nhiều như vậy thần du cảnh phó viện trưởng tại, giống như trận đấu này còn ra hiện người chết tình huống, chuyển đi thế nhưng là sẽ để cho người trong thiên hạ chê cười. Các loại chờ sở hữu phó viện trưởng đúng chỗ, Đề viện trưởng lúc này mới đưa ánh mắt về phía giữa sân, quát khẽ tấn cấp khiêu chiến thi đấu, bắt đầu. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, mấy ngàn học viên nhao nhao ngừng thở, mắt không chấp khóa chặt giữa sân, mạnh như thế người đối chiến thế nhưng là khó được học tập cơ hội. Công kích, mấy tên đạo sư liếc nhau, trong nháy mắt nguyên lực quán chú binh khí, bạo hống. Các vị đạo sư khẽ động, rất nhiều học viên tự nhiên cũng đi theo động, theo bốn phương tám hướng hướng giang giật dũng mãnh lao tới. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần giang giật bị cận thân nhiều người như vậy hắn xong quyền nan địch tứ thủ sẽ trong nháy mắt bị thua a à. giang giật không nhúc nhích thậm chí trên thân thể nguyên lực không có vận chuyển hắn không lọt vào mắt bốn phía chen chúc mà đến hơn hai mươi người ánh mắt một mực khóa chặt vân phỉ cùng thần ảnh an ni ba người ba người kia cũng quỷ dị đều không nhúc nhích ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên giang giật tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội hiu vào tới các vị đạo sư có hai vị là tử phủ đỉnh phong hai người tốc độ rất nhanh chỉ là hai cái trong trước mắt liền đã vọt lên, một người trong tay cầm một cái màu đen trường côn, một người cầm trong tay cự phủ, hai người binh khí bên trên quang mang lấp lánh, khí tức dọa người. Sát lục chân ý, Giang giật tại thời khắc này rốt cuộc động, thân thể của hắn không nhúc nhích, chỉ là đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu, trên thân một cố kinh khủng sát khí đổ xuống mà ra, đem cái này vào tới mấy chục người bao phủ đi vào. Sát lục chân ý vừa ra tay, trong nháy mắt cho người ta cảm giác thiên địa biến sắc, phong vân loạn vũ, xông tới tất cả mọi người tốc độ suy giảm, còn có phần lớn người thân thể căn bản không động được, chỉ có tử phủ cảnh thất bát trọng trở lên võ giả còn có thể di động. chương 139, Thần Chi Thúc Phược, TT, cứ việc bốn phía người xem học viên rời đi giang giật khoảng chừng mấy trăm trượng khoảng cách xa, nhưng tương tự cảm giác được một cỗ khiến người cảm thấy lạnh lẽo lạnh lẽo thấu xương truyền đến, rất nhiều thực lực thấp không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ký danh học viên, càng là cảm giác không thể hô hấp, vô cùng hoảng sợ. Ông, cũng may đứng tại bốn phía các vị phó viện trưởng, lập tức thả ra khí thế trên người lực kháng sát lục chân ý, nếu không đám này ký danh học viên sợ là liền quan chiến cũng không dám. Quả nhiên rất mạnh, vân phỉ công chúa cùng thần ảnh Ani liếc nhau, ba người thất kinh, bất quá giờ khác này ba người đều động. Ani đột nhiên vặn vẹo thân thể, dùng hai tay gõ bộ ngực, trong miệng phát ra từng tiếng như dã thú gào thét, cái kia cao tới tám thước khôi ngô như một tòa núi nhỏ thân thể, lại bắt đầu bành trướng, lúc đầu từng cuộc tấm đâm cơ bắp giờ phút này càng là như đúc bằng sắt thép hắn ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng thân thể như như đạn pháo hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới mà đi tốc độ quỷ dị không có bị ảnh hưởng rất lớn hưu thân ảnh công tử cũng động hắn thân thể như một đạo như u linh lướt tới tốc độ so tử phủ đỉnh phong đạo sư nhanh hơn mà lại thân thể của hắn không có xuyên qua học viên sông vào trong sân rộng mà là dán tại ani sau lưng vô thanh vô tức giống như không nhìn kỹ sẽ còn tưởng rằng ani ảnh từ đâu thần chi thúc phược, vân phỉ công chúa trong mắt đột một sáng lên một đạo lục quang, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, trong sân rộng giang giật dưới chân đột nhiên toát ra vô số màu vàng dây leo, điên cuồng hướng giang giật thân thể quấn quanh mà đi. Xoạt, bốn phía như vỡ tổ, vân phỉ công chúa vô thuật đã sớm truyền khắp toàn bộ học viện, uy danh hiển hách, đây là lần thứ nhất trước mặt mọi người phóng xuất ra. Thần kỳ như thế vô thuật đơn giản chưa từng nghe thấy, mà lại phát động lúc lặng yên im ắng, Sợ là tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh đều sẽ đơn giản chúng chiêu a à. giang giật không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chúng chiêu những cái kia màu vàng dây leo rất mau đem hắn hai chân cuốn lấy tiếp theo cuốn lấy toàn bộ thân thể cuối cùng đem hắn toàn thân quấn quanh đi vào người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy mấy chục cây dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ căn bản không nhìn thấy giang giật thân thể tốt hai tên tử phủ cảnh đỉnh phong đạo sư đôi mắt sáng lên vị kia cầm trong tay thiết côn đạo sư đôi mắt sáng lên bạo hống thiết côn thật cao trên không trung vung lên, mang theo đạo đạo tàn ảnh trùng điệp hướng dây leo đập tới, không bằng hắn ngược lại là biết rõ phân tắc, không dám thẻ đầu, chỉ là hướng giang giật hai chân nghiêng nghiêng quét tới. Uống, cơ hội tốt như vậy, một tên khác cận thân đạo sư tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, cái kia đem màu đen cự phủ bên trên hắc quang lấp lánh, mang theo dọa người khí tức, theo một bên khác hướng giang giật lưng eo quét tới. Đồng dạng hắn cũng không dám hạ sát thủ, lưỡi búa hướng ra phía ngoài, chuẩn bị dùng phủ thân va chạm mặc dù như thế, nếu là giang giật bị đập chúng, sợ là toàn bộ phần eo kích cốt đều sẽ vỡ nát. ầm, um, vào thời khắc này, quấn quanh ở giang giật trên người màu vàng dây leo đột nhiên bạo liệt mà ra, một đạo thân ảnh màu xanh theo cái kia bạo liệt lỗ hổng bên trong bắn ra, một cái tay bên trong hắc quang lấp lánh đối một vị đạo sư thiết côn đột nhiên vỗ tới. Xoạt, toàn trường xôn xao, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy giang giật có bất kỳ cử động cái này nhìn rất là rắn chắc dây leo càng như thế đơn giản bị phá ra chẳng lẽ những này dây leo đều là thảo làm a à, vân phỉ nhất là kinh ngạc chỉ có nàng biết rõ cái này màu vàng dây leo đến cỡ nào cứng cỏi bảo khí đoạn thời gian bên trong căn bản không phá nổi giang giật trên thân cũng không nhìn thấy có vũ khí hắn là thế nào phá không dây leo oanh một đạo kinh thiên nổ vang đem vân phỉ giật mình tỉnh lại kia tử phủ cảnh đạo sư thiết côn bị tạc bay ra ngoài cường đại sóng xung kích cũng đem hắn cũng đánh ra, liên đới đem phía sau mấy học viên đánh bay. Xuy suy, giang giật trong tay áo cũng vụt xuất hiện một cái màu đỏ dao găm, phía trên hắc quang lấp lánh đột nhiên đối hướng hắn phía sau lưng quét tới cự phủ bổ tới. Con, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, màu đen đầu phủ cùng màu đỏ dao găm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lành, cũng mang theo vài tia hỏa hoa. Đạo sư kia là tử phủ cảnh đỉnh phong, lực lượng cỡ nào lớn coi như giang giật giờ phút này toàn bộ dùng hắc sắc nguyên lực quán chú binh khí cũng rõ ràng không thể chống đối hắn miệng hổ đau xót khóe miệng một tia tiên huyết nhanh chóng tràn ra thân thể bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài hướng một bên khác mấy học viên đập tới bảo khí vân phỉ trong đôi mắt càng thêm kinh nghi giang giật cái này giao găm tuyệt đối là bảo khí nếu không đạo sư đầu phủ khẳng định hội bổ ra một lỗ hổng nếu là bảo khí hắn vừa rồi làm sao phá vỡ dây leo hôm tàn vô số cấp thấp học viên thấy trong lòng run sợ cũng nhao nhao bội phục lên giang giật rất nhiều thiên tài tinh anh học viên đến giờ phút này cũng đều thừa nhận giang giật thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm vừa rồi như thế tình huống đổi lại bọn họ đừng nói kích thương một tên đạo sư có thể thành công theo dây leo trong lao tù thoát đi ra thế là tốt rồi bất quá giờ khắc này mọi người rõ ràng cũng không coi trọng giang giật bởi vì vân phỉ công chúa trong mắt lần nữa sáng lên một đạo lục quang giang giật sẽ rơi xuống đất phương hướng vô số màu vàng mạn đằng phi bắn mà lên. Ani cùng đi theo phía sau hắn như quỷ ảnh thần ảnh công tử, đã cấp tốc hướng hắn phóng đi, khoảng cách chỉ có hơn 10 trượng xa. Một bên khác giang giật thân thể phụ cận, một tên tử phủ cảnh bát trọng đạo sư, cuồng bạo đập tới một quyền, còn có hai tên học viên trên người linh thú phủ đột nhiên sáng lên, một cái to lớn màu xanh viên hầu xuất hiện, hai cái đồng truy thiết quyền đối giang giật đập ầm ầm đến, còn có một đầu chỉ có to bằng ngón tay màu trắng tiểu xà, ở giữa không trung đột nhiên mở ra tinh hồng miệng lớn. Bốn bề thọ địch, giờ khắc này coi như chiến vô song cùng tô như tuyết đều đôi mắt tối sầm lại, một vị phó viện trưởng nguyên lực lấp lánh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người, rõ ràng đều cho rằng Giang giật tất thua không thể nghi ngờ. Uống, Giang giật người giữa không chung, còn chưa rơi xuống đất đột nhiên cuồng hống một tiếng, nguyên bản bởi vì bị đập bay ra ngoài thụ thương, sát khí trên người cũng yếu đi không ít, giờ phút này sát khí lại lần nữa đổ xuống mà ra, so vừa rồi càng khủng bố hơn, đơn giản áp chế hai cái linh thú, hắn huyết hồng con người mai kia kia cuồng bạo công kích mà đến đạo sư nhìn một cái, trong tay một viên hỏa hồng sắc hạt châu đột một xuất hiện, đem tên đạo sư kia bị hù thân thể run lên, hoảng sợ lui nhanh. Cường đại võ giả đối với nguy hiểm trí mạng hội sinh ra bản năng báo động, mặc dù người đạo sư này không biết giang giật trong tay hạt châu vì sao cho hắn nguy hiểm trí mạng cảm giác, nhưng hắn không dám đánh cược, bản năng lui nhanh. Âm, um, giang giật thu hồi hỏa linh châu, trở tay đối phía dưới đánh ra một cái bạo nguyên trường, đem phía dưới ùa lên màu vàng dây leo nổ ngã trái ngã phải thân thể cũng bị khí lãng lần nữa phản chấn ra ngoài hắn lần này bảo nguyên trưởng chỉ vận dụng mấy sợi hắc sắc nguyên lực uy lực cũng không lớn sẽ không đem chính mình chấn thương cũng rất xảo diệu tránh khỏi dây leo quấn quanh ầm um, giang giật còn chưa rơi xuống đất đưa tay lại thả ra một cái uy lực trung đẳng bảo nguyên trưởng đem cái kia to lớn nhất sai viên hầu linh thú nhẹ nhõm đập bay ra ngoài còn đem phụ cận các vị học viên toàn bộ chấn thương thân thể của hắn vừa rơi xuống đất không có một tia dừng lại, như thiểm điện hướng phụ cận tử phủ cảnh bát trọng đạo sư phóng đi, sát lục chân ý áp chế xuống, đạo sư kia tốc độ căn bản quá chậm quá chậm, nhẹ nhõm bị hắn đuổi kịp, hắn đột nhiên ném ra một trường. Oanh, đạo sư kia không có ngoại ý muốn bị tạc bay ra ngoài, trên thân áo bảo nổ tung, ẩn ẩn có vết máu, rất rõ ràng giang giật không hề sử dụng toàn lực, bằng không hắn tuyệt đối sẽ bị tạc chết. Ngao ngao, Ani rốt cục lao đến, kia cao tám, chín thước giống như núi nhỏ thân thể, cho Giang giật áp lực thực lớn. Hắn trong đôi mắt đều là hoàng quang, tựa hồ cũng lâm vào trạng thái bùng nổ, căn bản không bị Giang giật sát lục chân ý ảnh hưởng, một đôi đều là từng cục bắp thịt đại thủ, như thiết chảo đột nhiên hướng Giang giật vồ xuống. Hưu, cùng một thời gian, một mực trốn ở Ani sau lưng thần ảnh công tử rốt cục động, hắn tại sát lục chân ý áp chế xuống, tốc độ còn nhanh đến dọa người, thân thể đột một theo Ani dưới hông chui ra, trong tay một cái nhuyễn kiếm như như độc xả hướng Giang giật đâm tới. Man tộc phong chi linh thể, Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, phối hợp cái kia xong huyết hồng con ngươi, cho người ta lại cảm giác so ác ma càng kinh khủng. Cắt cắt chương 140, thu phong tảo lạc diệp, Ani, để ta nhìn xem phòng ngự của ngươi mạnh bao nhiêu. Giang giật ngạo nghễ không sợ phản xung đi lên, hắn ngưng tụ 50 tia hắc sắc nguyên lực, bạo nguyên trưởng phóng thích đối Ani cái kia khổng lồ thân thể trùng điệp vỗ tới. Hưu, cảm nhận được Giang giật trong lòng bàn tay một cỗ khí tức cường đại tuôn ra, phong ảnh công tử biến sắc, cái kia thanh nguyễn kiếm trên mặt đất một điểm thân thể như lông hồng hướng giữa không trung vào tới nhẹ nhõm tránh né giang giật công kích còn như ani nhưng như cũ đần đột nổ bắn ra mà tới oanh bạo nguyên trưởng quán chú nhiều như vậy hắc sắc nguyên lực uy lực đều có thể so tử phủ cảnh thất bát trọng võ giả toàn lực một lần mãnh liệt bạo tạc lực như như bạo phong vũ cuồng ác mà đi đem ani thân thể nổ bay ra ngoài liên đới đem phụ cận đi theo vào tới hai tên đạo sư nổ bay ra ngoài nhưng mà để giang giật vô cùng kinh ngạc là hai tên đạo sư trong miệng đều phun ra tiên huyết ani cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể cũng rất nhanh bỏ lên trên thân áo bảo một mảnh vỡ vụn kia từng cục cơ bắp bên trên lại chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy có huyết dịch chảy ra lực phòng ngự kinh khủng đến mức làm lòng người sợ ngao ngao ani lần nữa điên cuồng hét lên hai cái thiết quyền đánh lấy ngực càng thêm cuồng bạo lao đến như một tòa núi nhỏ đang di động suy suy bầu trời phong ảnh công tử cũng thân thể bắn ngược mà xuống cái kia thanh nguyễn kiếm như, như độc xà đâm xuống còn không có rơi xuống một cỗ lạnh thấu xương sát cơ tựu bao phủ giang giật. Uống, tên kia cầm trong tay cự phủ đạo sư thân thể cũng tiêu xạ mà đến, thân thể nhảy lên thật cao, một cái cự phủ như cực nhanh nặng trọng đánh xuống. Tới đi, giang giật bạo giống một tiếng, trong ngực hỏa linh châu xuất thủ lần nữa bên trong, lần này hắn không phải lấy ra hù dọa người, mà là quang mang lóe lên một cái màu bạc bảo kiếm đột một ra trong tay hắn. Hắn hắc sắc nguyên lực quán chú về sau, trường kiếm màu bạc phía trên lập tức hàn quang bắn ra bốn phía, Giang giật trường kiếm nhất động, lập tức khắp thiên đều là kiếm ảnh, hắn bạo hống, hạ vũ huynh bồn. Phúc phú kiếm hắn đã sớm đại thành, giờ phút này bởi hắc sắc nguyên lực phóng xuất ra càng là uy lực dọa người, kia lạnh thấu xương khí thế phối hợp sát lục chân ý, để không khí bốn phía đều đình chỉ lưu động, thần ảnh công tử tốc độ bỗng chốc bị áp chế, động tác cũng biến thành chậm lụt. Tranh tranh, trường kiếm màu bạc cùng thần ảnh công tử mềm kiếm nhất động chạm, cái sau nhuyễn kiếm vậy mà trong nháy mắt bị chém đứt, giang giật trường kiếm không có một tia dừng lại, tiếp tục hướng thân ảnh công tử quét tới. A, à, thân ảnh công tử kinh hô một tiếng, thân thể cưỡng ép giữa không trung thay đổi, như một trận u phong bay ra đi, nhưng trên lưng áo bảo đều vỡ vụn tất cả đều là tiên huyết, một tấm khôi ngô mặt đều đau đến bắt đầu vặn vẹo, bay ra đi đếm trượng thân thể trùng điệp bổ nhào vào trên mặt đất. Suy suy, trường kiếm màu bạc không ngừng lấp lánh, đem vào tới Ani bao phủ đi vào, Ani kia như cương kiêu thiết chú cơ bắp, kia tại bảo nguyên trưởng khủng bố như thế bạo tạc phía dưới chỉ chịu vết thương nhẹ thân thể, Tại trường kiếm màu bạc phía dưới lại như đậu hũ, vết thương nhẹ bị vạch ra đạo đạo vết máu, nếu không phải Giang giật Thủ hạ lưu tình, sợ là giờ phút này sớm đã biến thành một cỗ thi thể. Ầm, um, Giang giật một chân đem a ni máu thịt be bét thân thể đạp bay ra ngoài, trở tay đối bên trái công tới vị đạo sư kia cự phủ đánh xuống. Giang giác, cự phủ tại cái này trường kiếm màu bạc phía dưới cũng thay đổi thành đậu hũ, trong nháy mắt bị chặt đứt, đạo sư kia kinh hãi vội vàng lui nhanh, đầy mắt kinh ngạc. Thu Phong Tảo Lạc Diệp Giang giật cuồng bạo công kích, như một cái sư tử cuồng quét một đám cừu non, căn bản cũng không giống như một cái cấp bậc võ giả tại giao chiến, hắn tóc đen bay phấp phới, phối hợp con mắt đỏ ngầu, cho người ta cảm giác tựa như một tôn vô địch ma thần. Xoạt, toàn trường xôn xao, đều nhìn chằm chằm Giang giật trong tay trường kiếm màu bạc trong con người đều là chấn kinh ngạc, đây chẳng lẽ là thiên khí không thành, nếu không làm sao lại như thế sắc bén bá đạo. Chuyện gì xảy ra cái này linh khí tại giang giật trong tay uy lực làm sao lớn như vậy chẳng lẽ giang giật quán chú nguyên lực có vấn đề. Tô như tuyết đầy mắt hồ nghi, cái này ngân sắc bảo kiếm tự nhiên là giang giật tại thiên quân trong mộ đưa cho nàng cái kia thanh. Tại buổi sáng nàng biết được tề viện trưởng muốn cải biến quy tắc, trước tiên cho giang giật dự bị, lại không nghĩ rằng cái này linh khí tại giang giật trong tay, uy lực càng hợp so thiên khí. Khó trách, vân phỉ trong mắt nghi hoặc thả đi, giang giật có như thế bảo vật, trong nháy mắt chặt đứt màu vàng dây leo tựu rất dễ giải thích, bất quá nàng trong con ngươi quang mang vẫn như cũ lấp lóe không ngừng nhỏ giọng thì thào giang giật xem ra người tại thiên quân mộ đạt được không ít bảo vật a à, liền không gian thần khí đều có không chỉ là vân phỉ rất nhiều người kỳ thật cũng đều đoán được cái này ngân sắc bảo kiếm là chống rỗng xuất hiện giang giật trên thân không có khả năng cất giấu như vậy một thanh trường kiếm giải thích duy nhất liền là giang giật có cùng loại cổ thần nguyên giới không gian thần khí hưu mọi người chấn kinh ngạc Giang giật thân thể cũng không có dừng lại quá lâu, cầm trong tay ngân sắc bảo kiếm hướng phía trước phóng đi, sát lục chân ý cùng bảo kiếm bên trên lạnh thấu xương hàn khí giao chức, đem trước mặt học viên cùng đạo sư đều dọa đến sắc mặt tái nhợt như tuyết. Đều dừng tay đi, trận này tấn cấp khiêu chiến thi đấu tính toán Giang giật thắng. Một giọng già nua đột nhiên vang lên, để toàn bộ người thân thể chấn động, một mực vô cùng thần bí. Hơn 10 năm chưa từng lộ diện ra các thanh vân không ngờ truyền lời đến đây xem ra hắn một mực tại chú ý cái này tấn cấp khiêu chiến thi đấu A. Dự thi một ít học viên cùng đạo sư toàn bộ thở dài một hơi, chiến vô song tô như tuyết mấy người cũng toàn thân buông lòng. Bất quá thế cục đã rất rõ trong sáng, tiếp tục đánh ngoại trừ gia tăng thương vong bên ngoài, đã không còn huyền nhiệm. Chỉ là mấy cái đối mặt, học viên các vị đạo sư đã bị trọng thương, hơn 10 vị học viên thụ thương, hai vị có được đặc thù thần thông học viên thụ thương. Giang giật có được một cái khủng bố như thế vũ khí, phối hợp sát lục chân ý cùng bạo nguyên trưởng, bất kỳ người nào một khi bị hắn cận thân sẽ lập tức bị trọng thương giang giật cũng nghe đến ra các thanh vân tiếng quát nhưng hắn hẳn là còn không thể hoàn toàn khống chế sát lục chân ý trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ thân thể tiếp tục hướng mấy tên học viên bắn tới kia kinh khủng sát ý bao phủ phụ cận tất cả mọi người hiu tề viện trưởng thân thể lóe lên nhẹ nhàng vọt đến giang giật bên người giang giật đỏ mắt trong nháy mắt khóa chặt nàng cũng may trong đầu của hắn kia tia thanh tỉnh ý thức để hắn trần chờ một chút không có xuất thủ tề viện trưởng một cái tay hóa thành cổ tay chặt như thiểm điện tại giang giật cái ót vỗ Giang giật thân thể mềm nhũn ngất đi, ẩm vang ngã xuống đất. Tề viện trưởng lúc này mới cùng mấy tên hộ vệ nói ra, đem hắn mang về, chế chúc tô như tuyết người truyền thụ cho hắn thuần hóa linh thú bí thuật, trao tặng hắn linh thú phù. Chiến vô xong cùng tiền vạn quán nhanh chóng đi tới đem giang giật dơ lên trở về, hộ vệ đem thụ thương học viên cùng đạo sư dẫn đi trị liệu, học viên bốn phía cũng rất nhanh tản ra, nhưng trên mặt rõ ràng vẫn là vẫn chưa thỏa mãn chi ý. Rất nhiều người ngược lại là một mặt thổn thức, Cảm khái không thôi, Giang giật học viện đệ nhất xếp hạng, tại một trận chiến này đều cũng tên đến thực quy. Học viện hậu viện một cái nhã tính trong tiểu viện, tề viện trưởng nhanh chóng đi tới, đi vào một cái ngồi tại trên xe lăn trước mặt lão giả, cung kính hành lễ nói, viện trưởng. Trên xe lăn ngồi tự nhiên là Linh Thú Sơn viện trưởng, đại lục một trong 10 đại cường giả ra các thanh vân. Bất quá rất ít người biết rõ ra các thanh vân hai chân ngang gối đoạn mất, đã tại trên xe lăn ngồi 15 năm cái này hơn 10 năm ra các thanh vân một mực không hề lộ diện, hiển nhiên cùng hắn hai chân đoạn mất có rất lớn quan hệ. Ra các thanh vân nhìn có chút lão thái, một đầu tuyết trắng tóc có chút lộn xộn, làn da cũng không có quang trạch, như khô thụ da, giờ phút này đáp lũng suy nghĩ ra cúi đầu, tựa hồ ngủ thiếp đi. Hắn nghe được tề viện trưởng gọi tiếng, lúc này mới run rẩy thoáng cái thưa thất lông mày, mở to mắt lộ ra một đôi đục ngầu con ngươi, hắn nhẹ gật đầu nói cái gì cũng không nói, tựa hồ lại muốn ngủ thiếp đi. Viện trưởng, Tề viện trưởng rất quen thuộc ra các thanh vân cái này tuổi già sức yếu dáng vẻ, nàng con ngươi lấp lóe một vòng, trầm giọng hỏi, vừa rồi trận chiến kia, người toàn bộ hành trình dò xét A à có thể từng phát hiện cái gì. Ra các thanh vân nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, thật lâu mới thì thào, ta không dám quá tra xét rõ ràng, chỉ là thả ra thần thức hơi cảm ứng thoáng cái, tiểu tử này chân thực cảnh giới hẳn là chỉ có chú đỉnh cảnh thất trọng, hắn sở dĩ chiến lực mạnh mẽ như thế, ta đoán phải cùng trong thân thể của hắn một loại đặc thù năng lượng màu đen có quan hệ, thanh trường kiếm kia là linh khí không thể nghi ngờ, uy lực tăng phúc cũng là cùng hắn năng lượng màu đen có quan hệ. Năng lượng màu đen, tề viện trưởng hồi tưởng lại giang giật phóng thích bạo nguyên trưởng lúc, trong tay toát ra hắc quang, nhíu mày lại, nghi hoặc hỏi, trong thân thể của hắn hẳn là còn có một loại màu lam nguyên lực A chẳng lẽ hắn là một loại đặc thù linh thể, trong đan điền có thể tồn chữ mấy loại năng lượng viện trưởng ngươi không phải nói mẫu thân nàng lai lịch bí ẩn sao có thể hay không di truyền mẹ hắn thân, không biết, Gia Cát Thanh Vân lại lắc đầu nói, y phiêu phiêu lai lịch hoàn toàn chính xác thần bí, đến còn không người biết rõ lai lịch của nàng. Thực lực của nàng cũng cường hoành, không đến 18 tuổi tựu đạt đến thần du đỉnh phong, mà lại năm đó vừa mới đột phá kim cương cảnh ta kém chút tựu bị nàng giết. Đáng tiếc về sau bị Giang Biệt Ly đả thương tâm, giống như không tráng niên mất sớm, sợ là đại lục không người là địch. chương 141, cứng quá dễ gãy, 18 tuổi tổng hợp chiến lực nhưng so sánh kim cương cảnh, Tề viện trưởng bị hù dọa, Giang Biệt Ly được vinh dự vãn năm qua đệ nhất thiên tài, 18 tuổi thời điểm tổng hợp chiến lực đoán chừng cũng liền miễn cưỡng nhưng so sánh thần du cảnh A bực này tư chất nghịch thiên đơn giản chưa từng nghe thấy, giống như lúc ấy tin tức này truyền tới, sợ so toàn bộ đại lục đều sẽ oanh động A. Đúng vậy A, ra các thanh vân cảm khái, bất quá ta cùng nàng giao thủ qua, trong cơ thể nàng cũng chỉ có một loại nguyên lực, hơn nữa thoạt nhìn là nhân loại bình thường, sở dĩ Giang giật hẳn không phải là đặc thù linh thể. Bất kể nói thế nào đi, tiểu tử này thành tựu tương lai vẫn là đáng để mong chờ, hảo hảo bồi dưỡng một phen, hắn có thể vì chúng ta học viện mang đến mấy trăm năm vinh quang. Hừ hừ, nói đến đây cái tể viện trưởng tựa hồ có chút tức giận, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, viện tử trăm phương ngàn kế tài bồi hắn, tiểu tử này còn tưởng rằng ta lòng dạ hẹp hỏi cố ý nhằm vào hắn đâu. Hắn cũng không nghĩ một chút, chúng ta đối với hắn chiến lược hiểu rõ nhất thanh nhị sở vì sao còn cố ý cải biến quy tắc không phải là vì danh chính ngôn thuận tặng đồ cho hắn sao tiểu tử này, tức chết ta lão thái bà. Ha ha, ra các thanh vân cười nhạt một cái nói, người cũng lớn như vậy đem tuổi rồi, còn nhỏ mọn như vậy giang nhân đồ là tính cách gì ngươi cũng không phải không biết. Giang Biệt Ly đã thư bỏ vợ một phong tới nói xin lỗi, việc này coi như xong đi. Gia Cát Thanh Vân mở miệng, tề viện trưởng chỉ có thể hừ hừ hai tiếng trầm mặc. Lập tức nàng nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói, hôm qua Giang giật đi cầu Liêu Đại Sư, nghe nói muốn cho hắn một cái thị nữ chữa bệnh ngươi xem muốn hay không ra mặt van nải Liêu Đại Sư tính cách ngươi cũng biết. Không cần, ra cát thanh ngư khoát tay nói, tiểu tử này tính cách rất bướng bỉnh, bị hắn biết rõ chúng ta cố ý giúp hắn ngược lại sẽ chuyện xấu. Mà lại Giang Biệt Ly gửi thư cũng đã nói, không cần cố ý đi quản hắn, để hắn nếm chút khổ sở, chờ đánh vỡ nam tường tự nhiên biết rõ trở về đi nhận cha. Ta đoán chừng rất khó. Tề viện trưởng hồi tưởng lại vạn long cốc giang giật kia bộ dáng quật cường, khe khẽ thở dài nói, bất kể nói thế nào, học viện chúng ta vẫn là nhặt được bảo, hừ hừ. Một năm sau quốc chiến bắt đầu, giang giật nếu là tham chiến, đến lúc đó tuyệt đối năng lực áp còn lại hai học viện lớn, còn có thủy nguyệt xem, đại thiện tự tuyệt thế thiên tài, giúp chúng ta học viện tranh một hơi, học viện chúng ta thế nhưng là bị đè ép gần trăm năm. Chỉ hy vọng như thế đi, ra các thanh vân hít một mạch, đục ngầu trong con ngươi ra một đạo tinh quang, hắn nhìn qua bầu trời xa xăm cảm khái, giang giật cái gì cũng tốt, liền là tính cách quá mức cương nghị. Trong thân thể cũng ẩn núp một cỗ lệ khí, tăng thêm cảm mộ sát lục chân ý. Hắn tựa như một cái thẳng tiến không lùi vĩnh viễn không vào vỏ bảo kiếm, cứng quá dễ gãy a. À. Ta rất lo lắng hắn dạng này một đường giết tiếp hội chết yểu, cái đại lục này cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Giang giật tại xế chiều tự tỉnh lại, lần này hắn cũng không nhận được cái gì tổn thương, chỉ là vận dụng sát lục chân ý thân thể có chút suy yếu mà thôi. Sau khi đứng lên hắn lập tức bắt đầu lĩnh hội tô như tuyết mang cho hắn thuần hóa linh thú bí thuật, kết quả vẻn vẹn một canh giờ, hắn tự xuất quan. Cái này thuần hóa linh thú bí thuật quá đơn giản, mà lại cái này bí thuật coi như đưa cho người khác cũng vô dụng, bởi vì thuần hóa linh thú mấu chốt ở chỗ tô như tuyết mang cho hắn linh thú phù. Cái này linh thú phù cùng loại một tấm lệnh bài, thứ này rất thần kỳ, chỉ có linh thú sơn học viện có thể luyện chế, mà lại cái này phương pháp luyện chế chỉ có lịch đại viện trưởng mới biết được đây cũng là linh thú sơn học viện căn bản tìm hiểu thuần hóa linh thú bí thuật giang giật lập tức làm ra quyết định trời sáng tự xuất phát lên núi hắn là thiên tài học viên là có thể tùy ý rời đi học viện lên núi lịch luyện mà lại ngay tại học viện phụ cận bên trong dãy núi tính nguy hiểm cũng không lớn ra khỏi phòng tiền vạn quán lại không tại giang giật trong sân đợi một hồi lâu tiểu mập mạp mới cùng như một trận gió đi tới thật xa tựu lung lay trong tay một viên lệnh bài cười tùm tìm nói ra, lão đại, đây chính là đỉnh cấp linh thú phù A, cao nhất có thể dùng thuần hóa tam giai linh thú, lần này lên núi ngươi giúp ta làm một cái A. Lặn đi, Giang giật lật ra một cái liếc mắt, mắng tam giai linh thú nhưng so sánh thần du cường giả, người muốn chết chính mình đi, ta có thể thuần hóa một cái nhị giai đỉnh phong linh thú tự đủ hài lòng. Đối ngươi cái này linh thú phù làm sao tới trong học viện đạo sư lá gan như thế lớn dám tự mình trộm bán linh thú phù không sợ ra các viện trưởng tức giận, hắc hắc, tiền vạn quán hèn hạ cười nói, nước trí thanh mà không có cá, bất kỳ cái gì địa phương đều như thế, ra các viện trưởng coi như biết rõ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Trời sáng lên núi, có vấn đề hay không? Giang giật dừng một chút, nói đến chính sự, có tiền vạn quán cùng một chỗ đi theo, không chỉ có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, còn có nhà bọn hắn ám vệ đi theo, sẽ càng thêm an toàn. Không có vấn đề, ta liền đi an bài, tiền vạn quán mãn bất tại ý nói, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại nói, đúng rồi, chiến vô song nghe nói người muốn lên sơn săn giết yêu thú cũng muốn cùng đi, hắn còn không có thích hợp linh thú, lần này vừa vặn đi tìm một cái. Nghe nói nghe ngươi nói a à, ngươi cái này miệng rộng, sang giật bất đắc dĩ thở dài, tiền vạn quán rõ ràng tại cùng chiến vô song chấp nối, mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi lâu, tình cảm tự nhiên cũng liền sâu. Ban đêm hôm ấy, Giang giật tìm được tô như tuyết đem trường kiếm màu bạc trả lại cho nàng, đã tại thiên quân mộ đưa cho nàng, tự nhiên không có khả năng thu hồi lại, đồng thời bảo hắn biết muốn ra ngoài săn giết yêu thú sự tình. Tô Như Tuyết ngược lại là không nói gì, chỉ là để Giang giật cẩn thận một chút. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng Giang giật liền dậy, tại tiền vạn quán hèn hạ dẫn đầu dưới, hai người lặng yên ra học viện, chiến vô song sớm tại ngoài cửa nam chờ đợi. Lần này chiến vô song lại không có mang theo chiến lâm nhi, để Giang giật rất là kinh ngạc. Cùng chiến vô song nhẹ gật đầu, ba người đối mở tối nắng sớm nhanh chóng hạ sơn, Chờ đến dưới núi, mười mấy tên tiền gia tộc nhân lập tức theo trong một rừng cây rũng mãnh tiến ra, đối tiền vạn quán bọn người hành lễ, thiếu tộc trưởng, giật thiếu, vô song thiếu gia. Giang giật một mực rất phản cảm thiếu gia công tử loại hình xưng hô, chỉ là tiền vạn quán người không thể không nể mặt mũi, cũng liền trầm giọng hỏi chúng ta đi cái nào. Tiền vạn quán chỉ vào phía nam một ngọn núi nói, đi Hắc Vân Sơn Mạch, Hắc Nguyên Sơn Mạch phía bắc có học viện đội tuần tra tuần tra, chúng ta ngay tại Hắc Vân Sơn Mạch bên trong săn giết yêu thú, gặp được cường đại yêu thú lập tức hạ sơn là được, học viện đội tuần tra hội xử lý. Đi, Giang giật phung tay lên, mấy chục người đối bóng đêm nhanh chóng hướng phía nam chạy đi, rất nhanh liền biến mất ở phía xa mở tối hoang dã bên trong. Tại mọi người rời đi không bao lâu, cách đó không xa một cái trong bụi cỏ hai cái người áo đen chui ra, hai người rõ ràng là nhất đẳng trinh sát, tiền ra tại phụ cận người, còn có đi theo tiền vạn quán chiến vô song thần du ám vệ lại không có phát hiện. Trên mặt của hai người che vải đen, chỉ lộ ra hai cặp âm lãnh con ngươi, một người bốn phía quét qua, trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc dò hỏi, Lục ca, thiếu tộc trưởng để chúng ta dám thị giang giật làm cái gì chẳng lẽ hắn còn muốn phái người ám sát giang giật không thành việc này vạn nhất làm lớn chuyện, Trấn Tây Vương nổi giận, hai người chúng ta cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ a à. Ngu xuẩn, một người khác thầm mắng một tiếng, giải thích nói, ngươi cho rằng thiếu tộc trưởng không sợ giang biệt ly trong cơn giận dữ, sợ là thiếu tộc trưởng địa vị cũng sẽ không khó giữ được. Yên tâm đi, mỗi lần xuất thủ không phải nhà chúng ta tộc nhân, hắc hắc. Thủy Nguyệt xem cái kia tiểu ma nữ gần nhất thế nhưng là theo Bắc Lương Quốc giết tới thần võ quốc, một đường chuyên tìm thiên tài quyết đấu, nghe nói đã bị nàng phế đi mười mấy cái thiên tài. Giống như, nàng biết rõ linh thú sơn học viện đệ nhất thiên tài rời đi học viện, có thể hay không trước tiên tìm tới cửa đâu. chương 142, Yêu Đế Hắc Vân Sơn Mạch tại Linh Thú Thành Phạm Vi Ngàn dặm rất nổi danh, bởi vì Hắc Vân Sơn Mạch Chi Bắc là Linh Thú Sơn Học Viện Địa Bàn, bên trong có đội tuần tra tuần tra, không ai dám tự mình tiến vào. Hắc Nguyên Sơn Mạch là phụ cận tốt nhất săn giết yêu thú địa phương, tự nhiên cũng liền nổi danh. Còn như Hắc Vân Sơn Mạch Chi Nam, xem như ba vạn sâu trong núi lớn. Tam vạn đại sơn là yêu thú đại bản doanh, bên trong nhị giai tam giai yêu thú khắp nơi có thể thấy được, liền xem như tứ giai yêu vương đều có thể gặp được. Trong truyền thuyết tam vạn đại sơn chỗ sâu nhất còn có có thể hóa thành hình người yêu đế, có được thông thiên yêu lực, một chiêu có thể san bằng một tòa cự thành coi như nhân loại cường giả trí tôn cũng không dám tùy ý tiến vào. Ba vạn sâu trong núi lớn thật có có thể hóa thành hình người yêu đế yêu thú làm sao có thể biến thành người đây không phải chuyện thần thoại xưa sao. Giang giật trước kia cũng đã được nghe nói tương tự truyền ngôn, giờ phút này một bên bôn tẩu, vừa cùng tiền vạn quán chiến vô song tò mò hỏi thăm về đến, hai người là siêu cấp thế gia công tử, kiến thức rộng rãi, tự nhiên giải một chút tân bí. Không biết, tiền vạn quán không có mở miệng, Chiến vô song lắp đầu giải thích nói, cái này sâu trong núi lớn có hay không yêu đế, ngoại trừ đại lục thập đại cường giả người bên ngoài, sợ là không ai biết rõ. Có thể khẳng định là, yêu đế hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại thật có thể hóa thành hình người. Nhà ta tự có ghi chép, phía nam mộng biển sâu uyên tại 5.000 năm trước xuất hiện qua một vị yêu đế, là một đầu hải giao biến thành. Lúc ấy thiên huyền quốc một vị kim cương cảnh cường giả tu luyện một loại cường đại võ kỹ, sở ngộ thương bình dân, sở dĩ đi mộng biển sâu uyên bên trong tu luyện, Kết quả chọc giận tới vị này yêu đế, chỉ là một chiêu cái này kim cương cảnh cường giả tựu bị xuống đất ăn tỏi rồi, việc này lúc ấy huyên náo thật lớn, tiền vạn quán ra hẳn là cũng có ghi chép. Tiền vạn quán nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một lần, những số tiền kia gia tộc nhân lập tức dừng bước lại, cùng ba người kéo ra một trận khoảng cách, tiền vạn quán lúc này mới nói ra, vô song đại ca nói không sai, nhà ta thật có ghi chép. Mà lại nhà ta còn có ghi chép, kỳ thật quảng Hàn Băng Nguyên phía dưới cũng ẩn núp một cái yêu đế, bất quá Việc này không có chứng thực, thật giả ta cũng không biết. Quảng Hàn băng nguyên, chiến vô song trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Giang giật thì mơ mơ màng màng nói ra, Quảng Hàn băng nguyên ở đâu a à ta làm sao chưa từng nghe nói. Phía Bắc, chiến vô song chỉ chỉ phía Bắc, nói Bắc Lương Quốc cùng Bắc Mãng Quốc chi Bắc, nơi đó là một mảnh vùng đất nghèo nàn, cũng là cấm địa. Băng nguyên phía dưới có nhiều dị thú, giết người ở vô hình, thần du cảnh võ giả dưới đây tiến vào hẳn phải chết a à, Giang giật cảm khái một tiếng, xem ra đại lục này so với hắn trong tưởng tượng đại, cũng càng nguy hiểm. Hắn đối với đại lục giải rất ít, chỉ biết là đại lục này trên danh nghĩa thuộc về Thanh Long Hoàng Triều Thống Trị, dưới có lục đại các nước chưa hầu làm theo ý mình. Phía Bắc Bắc Lương Quốc Bắc Mãng Quốc, phía Nam Đại Hạ Quốc Thiên Huyền Quốc, phía Đông Thần Võ Quốc, phía Tây Thánh Linh Quốc. Lục đại các nước chư hầu binh cường mã tráng, cường giả như mây, đối với thanh long hoàng triều ý chỉ lá mặt lá trái, nếu không phải Hoàng Triều còn có mấy cái lão già tọa chấn, cùng lục quốc riêng phần mình kiềm chế, sợ là Thanh Long Hoàng thất đã sớm hủy diệt. Nói chuyện phiếm bên trong, một đám người rất nhanh đã tới Hắc Vân Sơn mạch phía dưới. Đến nơi này cũng không nhìn thấy có đội tuần tra ẩn hiện, bất quá mọi người ngược lại là cũng không khẩn trương, bởi vì Hắc Vân Sơn mạch mặc dù yêu thú đông đảo, nhưng nơi này gần như rất ít xuất hiện tam gia yêu thú. Lên núi, Giang giật trong tay một viên hạt châu màu đỏ quang mang lóe lên, một cái màu đỏ dao găm xuất hiện, hắn một ngựa đi đầu hướng trên núi phóng đi, tiền vạn quán cùng chiến vô song xem xét hai mắt lập tức sáng lên. Tiền vạn quán đuổi theo, hạ giọng nói ra, lão đại, người bảo vật này cũng đừng tùy ý hiển lộ ra, thứ này quá chân quý, giống như cho thần du cường giả thấy được, tuyệt đối sẽ xuất thủ cướp đoạt. Chiến vô song gật đầu nói, đúng vậy, giang giật, người vẫn là cẩn thận một chút tốt, cái này không gian thần khí toàn bộ đại lục tuyệt đối không cao hơn 100 kiệt. Nếu là ta không biết ngươi, thấy được khẳng định cũng sẽ cướp. Ừm, giang giật nhẹ gật đầu cái này hỏa linh châu cách dùng là trở lại linh thú sơn học viện sau mới nghiên cứu ra nói đến rất là kỳ quái bên trong hỏa linh thạch nhiệt độ kỳ cao nhưng giang giật đem đồ vật thu vào đi lại không có thiêu hủy bất quá nghĩ đến hỏa linh châu có thể truyền lại một cỗ không hiểu năng lượng để hắn không bị hỏa linh thạch nhiệt độ cao thiêu chết giang giật cũng liền không có kinh nghi như vậy hẳn là hạt châu này đặc thù công dụng đi ô ô vừa mới lên sơn không bao lâu phía trước tự truyền đến một trận tiếng sói chu Giang giật đôi mắt sáng lên liền muốn phóng đi săn giết, tiền vạn quán lại giữ chặt hắn nói: Lão đại đừng nóng vội a, à, một cái yêu thú có cái gì tốt giết? Không giết, Giang giật hồ nghi nhìn tiền vạn quán nói: Cái này yêu thú rất ít thành đàn a, à một cái yêu thú vì sao không giết? Hắc hắc, lão đại ngươi đi theo ta đi, ta tìm nơi tốt về sau cho ngươi biến một đám yêu thú ra, để ngươi vừa ra tay tựu chém giết một đám. Tiền vạn quán thần thần bí bí nở nụ cười tay hắn vung lên đối sau lưng tiền gia tộc nhân nói ra, đi tìm địa phương. Tiền gia theo tới đều là tử phủ cảnh võ giả, thực lực nhìn đều không cao, cao nhất chỉ có một người là tử phủ cảnh lục trọng, còn lại đều là tam tứ trọng, đám người này nhanh chóng tản ra, giang giật chỉ có thể nghi ngờ đi theo hai người tiếp tục tiến lên. Ngao ngao, suy suy, trên đường đi gặp thường đến một hai con yêu thú, tiền vạn quán đều ngăn cản giang giật đổ sát. Đợi chừng nửa canh giờ, một tên tiền gia tộc nhân mới nhanh chóng chạy tới, quát khẽ thiếu tộc trưởng, tìm tới một nơi tốt, tuyệt đối thích hợp giật thiếu phát huy. Tốt, đi, tiền vạn quán lập tức hưng phấn đi theo người này hướng phía trước phóng đi, giang giật nghi ngờ cùng chiến vô song liếc nhau, cái sau mỉm cười nói, đi thôi, tiền mập mạp tiểu tử này ý đổ xấu có rất nhiều, nghe hắn tuyệt đối sẽ không sai. Hai người nhanh chóng đi theo tiền vạn quán chạy vội, tiền vạn quán thực lực rất thấp, nhìn chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ lục trọng, nhưng hắn tựa hồ học tập một loại cực kỳ cao thâm thân pháp. Kia mập phì thân thể nhanh chóng bôn tẩu, tốc độ lại có thể so chú đỉnh cảnh bát cửu trọng võ giả. Rất nhanh mấy người xuyên qua một mảnh tùng lâm đã tới một khối rộng lớn đất bằng bên trong, bất quá nơi xa có một tòa dốc đứng thạch phong, khoảng chừng mấy trăm trượng cao, tiền gia tộc nhân dẫn đầu mọi người thẳng tắp hướng kia thạch phong đi đến. Thạch phong rất lớn, giờ phút này tiền ra mười mấy tên tộc nhân đều tại thạch phong phía dưới, tên kia thực lực cao nhất võ giả tại leo lên thạch phong. Hắn rất nhanh đã tới thạch phong giữa sườn núi đột xuất một khối phiến đá bên trên, hắn từ phía sau lưng bọc vào lấy mấy cây dây thường vứt ra xuống dưới phía dưới tiền gia tộc nhân theo dây thường bỏ lên tiền vạn quán nhà ngươi người đang làm gì giang giật nhìn thấy tiền gia người lên thạch phong giữa sườn núi về sau lại lấy ra bảo khí bắt đầu ở thạch phong bên trên khai quật hang đá càng thêm nghi ngờ hỏi thăm về đến tiểu tử này chẳng lẽ chuẩn bị tại cái này đào cái hang đá ở lâu hắc hắc lão đại đừng nóng vội đừng nóng vội nghỉ ngơi trước xuống nhiều người như vậy đào núi động rất nhanh liền có thể đào xong. Này sơn động về sau chúng ta nhưng là muốn ở lâu, chuẩn bị cho tốt điểm trụ lấy dễ chịu. Tiền vạn quán vẫn như cố thần thần bí bí nói, chiến vô song nhìn thoáng qua phía trên sơn động, lại nhìn bốn phía một cái địa thế, tựa hồ có chút đã hiểu, gật đầu cười nói, giang giật, chờ lấy đi, tiền vạn quán tiểu tử này biện pháp này không tệ, an toàn làm việc gọn gàng, vạn nhất không bịch lại, người có thể nhẹ nhóm trốn về trong thạch động, để chúng ta hai nhà ám vệ xuất thủ diệt sát. Bất quá, vạn quán, người có nhiều như vậy hương liệu. Hắc hắc, tiền vạn quán hèn hạ cười nói, lão đại sự tình, ta dù sao cũng phải hao chút tâm không phải, yên tâm, cái này đều không phải là chuyện gì. Giang giật nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng may thạch phong giữa sườn núi bên trong, tiền ra người hiệu suất rất nhanh, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. chương 143, đồ sát yêu thú. Sau một canh giờ, tiền ra một người ở phía trên làm thủ thế, tiền vạn quán vỗ vỗ cái mông, đứng lên nói, đi, lão đại, đi lên xem một chút chúng ta nhà mới. Hưu, ba người thân thể đều tiêu xạ mà lên, nhẹ nhõm bắt lấy rủ xuống tới dây thừng, chỉ là mấy cái nhảy lên liền lên trăm trượng chi cao trong thạch động. Ba người thông qua được nhỏ hẹp tính mì cửa đá, tiến vào trong một thạch động. Tiền ra người làm việc hiệu suất quả nhiên cao, bên trong móc ra hang đá ít nhất có phương viên rộng 10 trượng, trên vách tường còn treo dạ minh châu, để bên trong sáng như ban ngày. Tốt, tiền khôn, xuống dưới an bài đi, tiền vạn quán khoát tay áo, Tiền gia thực lực cao nhất tộc nhân lập tức lên núi động hạ nhảy tới, tiền vạn quán bốn phía quét qua cùng tiền gia người phân phó, quay lại, các người đi làm điểm đồ dùng trong nhà giường gì gì đó đem sự bố trí này thoáng cái. Chúng ta đoán chừng phải ở lại đây hơn mấy tháng, chẳng lẽ lại mỗi ngày ngủ trên mặt đất mặt khác, lại đào mấy cái gian phòng ra, ba người chúng ta mỗi người một gian, còn có Lưu lão cùng chiến vô song ra ám về cũng mỗi người một gian, lão nhân ra, luôn không khả năng để bọn hắn màn trời chiếu đất ha giang giật cùng chiến vô song bạch nhãn một phen cái này tiền vạn quán quả nhiên là biết hưởng thụ chủ đoán chừng ở lại đây mấy tháng thạch động này đều sẽ biến thành một cái xa hoa cung điện tiền gia tộc nhân nửa điểm không ngoài ý muốn mấy tên tiền gia tộc nhân nhanh chóng cáo lui hiển nhiên là đi an bài còn có mười mấy người bắt đầu dùng bảo khí khai quật gian phòng đem đá vụn chuyên trở ra ngoài a à, đột nhiên giang giật nghe được một cỗ thấm người mùi thơm hắn cái mũi kéo ra có chút cảnh giác nghe được cái gì mùi thơm chiến vô song mày kiếm vẩy một cái tinh tế ngửi ngửi đôi mắt sáng lên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tiền vạn quán nói mập mạp chết bầm người vậy mà vận dụng long tiên hương hắc hắc tiền vạn quán nhếch miệng cười nói linh thú thành trong cửa hàng còn có chút tồn kho ta tự điều chỉnh lại không có việc gì những lão già kia chắc chắn sẽ không biết đến khá lắm chiến vô song cảm khái một tiếng nhìn thấy giang giật vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mơ hồ cười to nói ra giang giật Người đi ra xem một chút đi, đợi lát nữa sợ là giết đến tay ngươi mềm nhũn. Ngao, suy suy, ô ô, khốt khốt, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến vô số yêu thú bạo tiếng giống, giang giật con người sáng lên, thân thể trong nháy mắt sông ra hang đá, đứng ở bên ngoài khối kia đột xuất phiến đá bên trên, đưa mắt nhìn bốn phía, cái này xem xét lại đem hắn thân thể dọa đến run lên. Xa xa trên đường chân trời, vô số bóng đen hướng bên này chen chúc mà đến, liếc nhìn lại khoảng chừng mấy chục cái yêu thú, mà lại càng xa xôi còn có yêu thú liên tục không ngừng hướng bên này tụ tập. Song đầu hổ, lam hồ, trường tí viên, ma lang, giang nanh lợn rừng, tam nhãn cuồng sư. Giang giật con mắt đều xem bỏ ra, nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú hướng bên này cuồng bạo vào tới, cũng cho cùng người cực lớn đánh vào thị giác. Nhân loại bản thân tự đối có yêu thú có tiên thiên cảm giác sợ hãi, giờ phút này bốn phương tám hướng chuyển đến yêu thú khí tức cũng làm cho Giang giật cảm giác ngạt thở. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tiền vạn quán mưu kế, nơi này cách khai mặt đất cao như thế, thạch phong như thế dốc đứng, yêu thú là quả quyết bò không được. Cho dù có chút ít thưa thất phi hành yêu thú, nhưng yêu thú thân thể tương đối đều rất khổng lồ, căn bản vào không được nhỏ hẹp cửa đá. Tiền vạn quán bọn người ở tại bên trong có thể thản nhiên quan chiến, về phần hắn, thì có thể nhanh chóng ở phía dưới săn giết yêu thú, kiếm lấy đại lượng tử kim. Những này yêu thú rõ ràng là bởi vì tiền gia tộc nhân, trên mặt đất thiêu đốt một loại dị hương hấp dẫn mà đến, cũng chính là chiến vô song trong miệng long tiên hương. Giang giật không biết cái này hương liệu đắt cỡ nào trọng, nhưng hắn biết rõ lại thiếu tiền vạn quán một cái đại nhân tình. Vù vù, tiền khôn cùng tiền gia tộc nhân nhanh chóng theo dây thường bay vọt mà lên, bọn hắn chút thực lực ấy tự nhiên không dám ở phía dưới dừng lại. Trước mắt xuất hiện yêu thú nhưng có rất nhiều đều là nhị gia yêu thú, bọn hắn còn dám lưu tại phía dưới, chế chút đều sẽ biến thành yêu thú trong miệng bữa ăn. Xuy suy, nơi xa trong rừng cây, hai đạo thân ảnh màu đen cũng thẳng tắp nổ bắn ra mà tới. Hai người khí thức cường đại, đều không cần dây thừng thẳng tiếp đơn chân tại trên vách đá một điểm, thân thể tựu bay vọt mà lên. Giang giật nhìn thấy tiền khôn bọn người lập tức một gối quỷ xuống, minh bạch đây là tiền ra cùng chiến ra ám vệ, nhiều như vậy yêu thú, hai người khẳng định không yên lòng tiền vạn quán cùng chiến vô song. Giang giật bái kiến hai vị đại nhân, Giang giật rất là khách khí không người hành lễ, hai vị lão giả nhìn hắn một cái không hề nói gì, thân thể thiểm vào trong thạch động. Lão đại, tiền vạn quán cùng chiến vô song đi ra, hai người nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít đã tụ tập mấy chục cái yêu thú, có chút hít thở không thông, tiền vạn quán lo lắng nói ra, lão đại, lần này ta không dám động dùng quá nhiều hương liệu, phía dưới hương liệu đoán chừng lập tức liền hội tiêu hao hết, người có nắm chắc hay không không có nắm chắc liền chờ yêu thú tán đi một chút lại động thủ. Phía dưới yêu thú toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau, hít mắt rất là say mê ngồi xổm ở phía dưới, tựa hồ long tiên hương mùi để bọn chúng rất là hưởng thụ. Bất quá một chút yêu thú cũng chú ý tới Thạch Phong phía trên giang giật bọn người, có hai cái yêu thú còn cuồng bạo bắt đầu hướng Thạch Phong xung kích. Thử một chút đi, giang giật mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong lòng bàn tay cũng có chút đổ mồ hôi, mặc dù Tô Như Tuyết đã từng nói, hắn sát lục chân ý có thể áp chế yêu thú, cái kia băng thú đều bị áp chế không dám động đậy Nhưng dù sao cái kia thời điểm lâm vào trạng thái bùng nổ, cũng không cảm kích. Bất quá nghĩ đến hỏa long châu bên trong hỏa linh thạch, giang giật lại có chút an tâm, thực sự không tốt vận dụng mấy cái hỏa linh thạch có thể nhẹ nhõm đột sát phía dưới yêu thú, phía dưới cũng không có phát hiện quá cường đại nhị giai yêu thú. Oanh, phía dưới càng ngày càng nhiều yêu thú bắt đầu va chạm thạch phong, cái này thạch phong mặc dù rất lớn, nhưng yêu thú lực lượng rất không tệ, toàn bộ thạch phong cũng hơi run rẩy lên. Giết, Giang giật quyết định bạo giống một tiếng, thân thể bắt lấy dây thường hướng phía dưới tiêu xạ mà đi, người giữa không chung trong đôi mắt hồng quang bắt đầu lấp lánh, một cỗ như vào đông hàn phong lạnh lẽo sát khí bao phủ phía dưới sở hữu yêu thú. Vô cùng quỷ dị sự tình phát sinh, tại giang giật khẽ động thời điểm, rất nhiều yêu thú đều mở mắt, kia trong con người đều là nổi giận cùng hung lệ, tựa hồ ngay tại hưởng thụ Mỹ hảo đồ vật lúc bị người cắt ngang, một cỗ khí tức cường đại theo bọn nó trên thân phóng xuất ra, muốn đem giang giật xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng mà, tại giang giật sát lục chân ý một lồng che đậy bọn chúng, tất cả yêu thú trong mắt hung quang đều biến mất, toàn bộ bởi bạo ngược thú vương biến thành cừu non tựa hồ gian giật là một cái cường đại yêu vương kia sát lục chân ý để bọn chúng cảm giác linh hồn đều đang run rẩy rất nhiều yêu thú lúc đầu đã đứng lên giờ khắc này vừa già trung thực thật phủ phục xuống dưới tất cả nhất gia yêu thú thậm chí thân thể run rẩy lên kia mấy cái ngay tại va chạm thạch phong yêu thú càng là thật sớm ngừng lại như một cái tiểu miêu nằm dạp trên mặt đất tràng diện quỷ dị làm người ta sợ hãi tt tê tê, chiến vô song ít một hơi lãnh khí tại thiên quân trong mộ hắn nhìn qua giang giật bằng vào sát lục chân ý đổ sát tràng diệt, giờ phút này lần nữa tâm linh chấn động còn tiền vạn quán thì một tấm miệng rộng tấm đến tròn vo tiền ra tất cả mọi người cũng đều trợn tròn mắt ừ cửa hang hai vị lão giả lặng yên vọt ra hai người nhìn qua hướng phía dưới bay vọt mặt xuống lấy ra một cái màu đỏ dao găm nhẹ nhõm bắt đầu đổ sát giang giật trong con ngươi đều là kinh ý tiền ra thần du cảnh ám về cảm khái sát lục thiên quân sát lục chân ý quả nhiên bá đạo đoán chừng chỉ có giang biệt ly bá vương chân ý có thể chống lại. Đúng vậy a à, chiến gia ám vệ nhẹ gật đầu thở dài, nghe nói cái này sát lục chân ý có ngũ trọng tiểu tử này còn lâm vào trạng thái bùng nổ bên trong, nhiều nhất chỉ có vẻ thanh tỉnh ý thức, rõ ràng mới tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai sát khí giống như này cường đại, nếu là đạt tới tầng thứ năm, sợ là chúng ta đối đầu hắn đều chỉ có thể mặc cho làm thịt. chương 144, Long Dương chuyện tốt, đồ sát rất nhanh kết thúc, giang giật sát lục chân ý tựa hồ là yêu thú trời sinh khắc tinh băng thú khủng bố như thế yêu thú đều có thể chấn áp đừng nói trước mắt cái này mấy chục cái yêu thú tại sát lục chân ý áp chế xuống những này yêu thú đều chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi xâm lược liền yêu thuật đều phóng thích không ra đáng tiếc duy nhất chính là giang giật sát lục chân ý còn không có triệt để nắm giữ hắn có thể tùy thời tiến vào sát lục chân ý nhưng căn bản không biết làm sao rời khỏi cái này trạng thái cuối cùng vẫn là chiến vô song xuống dưới đem hắn đánh bất tỉnh mang về. Mặc dù như thế, chiến vô song cùng tiền vạn quán vẫn là cảm giác bầu trời có liên tục không ngừng tím kim chiều bọn hắn nện xuống đến, giang giật săn giết yêu thú tốc độ quá nhanh, sợ là ngoại trừ thần du cảnh trở lên cường giả bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Thần du cường giả đi nhận chức hà gia tộc đều sẽ bị ưu đãi, tự nhiên không dùng ra đến săn giết yêu thú. Giang giật đang ngủ say nửa ngày sau thanh tỉnh lại, tiền vạn quán sớm bảo người đem vật liệu thu thập hoàn tất, đem phía dưới thi thể toàn bộ đốt cháy. Còn cần một loại đặc thù hương liệu che giấu yêu thú mùi máu tươi, lựa chọn sử dụng một chút mỹ vị yêu thú thịt sớm nướng xong cơm trưa. Giang giật không có thụ thương, chỉ là phóng thích sát lục chân ý có chút suy yếu thôi, hảo hảo ăn một bữa, tu luyện một canh giờ tự khôi phục lại. Các loại chờ giang giật xác định có thể động thủ về sau, tiền vạn quán lập tức để tiền khôn bắt đầu thiêu đốt long tiên hương, hấp dẫn yêu thú tới. Theo chiến vô song giải thích, cấp thấp yêu thú gần như không có linh trí, sở dĩ rất dễ dàng bị một chút đặc thù hương vị hấp dẫn, tỉ như mùi máu tươi liền có thể hấp dẫn yêu thú. Lại so như dòng nước bọt hương, đương nhiên tiền vạn quán loại này hương liệu là cấp cao nhất, có thể nhanh chóng truyền khắp đến phương viên trăm dặm, đem phụ cận yêu thú toàn bộ dẫn dụ tới. Giang giật không có hỏi thăm tiền vạn quán cái này long tiên hương giá trị bao nhiêu tiền, tiền vạn quán căn bản tựu không có nâng, cái này khiến chiến vô song lần nữa đối với hắn ấn tượng đổi mới. Lúc đầu sáu đại gia tộc công tử đều không thế nào thích cùng tiền ra người giao hảo, bởi vì tiền ra người quá tinh minh rồi, cũng thích nhất tính toán, cùng tiền ra con em cùng nhau chơi đùa, sợ là bị bọn hắn bán còn muốn giúp bọn hắn kiếm tiền. Rất rõ ràng tiền vạn quán không phải loại người như vậy, hay là ánh mắt của hắn rất lâu dài, xem trọng là lâu dài lợi ích. Ở chung được lâu như vậy, chưa bao giờ phát hiện hắn tính toán hai người, đều là tại không ràng buộc trả giá, cái này cũng thành công giành được giang giật cùng chiến vô song hữu nghị. Ngao ngao! khốt khốt, chiêm chiếp, rất nhanh bên ngoài lần nữa chuyển đến từng đợt yêu thú tiếng gào thét, giang giật nhanh chân đi ra phía ngoài, hai tên ám vệ cũng trước tiên theo vừa mới đảo xong gian phòng bên trong vọt ra. Lần này tiền khôn điểm long tiên hương tương đối nhiều, hấp dẫn yêu thú số lượng càng nhiều, khoảng chừng hơn 100 con, bầu trời còn bay tới một cái chiều cao một trượng diều hâu, tựa như một đóa hắc vân che đậy một khoảng trời. Vô song, vạn quán, cái này diều hâu không tệ. Đoán chừng đạt đến nhị dai cao dai, nếu không các người thuần hóa, giang giật lông mày nhíu lại, quay đầu cùng tiền vạn quán chiến vô song nói, có giang giật sát lục chân ý áp chế, hai người thuần hóa yêu thú hội càng thêm đơn giản, thực lực quá yếu, ta không muốn, chiến vô song lắc đầu bác bỏ đạo, loại này đẳng cấp yêu thú nếu là hắn muốn, đã sớm thuần hóa, ta cũng không cần, tiền vạn quán cũng lắc đầu nói, nếu là một con rồng, ta ngược lại thật ra sẽ cân nhắc dưới, cái này không phong cách ha chiêm chiếp, bầu trời cái kia diều hâu hiển nhiên phát hiện mọi người ẩn thân địa phương, hai mảnh to lớn vũ rực một cái, mang theo một trận cuồng phong lao xuống, còn không có tới gần hung lệ kia khí tức tựu bao phủ tất cả mọi người, trong mắt lạnh như băng thấy tiền vạn quán trên người thịt mỡ đều không ngừng run dày lên. Xúc sinh, chết, giang giật chợt quát một tiếng, sát lục chân ý phóng thích, hai chân tại mặt đất đạp mạnh, cả người mãnh thú bắn tới, trong tay một cái màu đỏ dao găm hiện ra hắc quang, đột nhiên hướng to lớn diều hâu đầu bổ tới chiêm chiếp kia diều hâu bị sát lục chân ý bao phủ về sau trên thân hung lệ khí tức lập tức vừa thu lại như như chuông đồng mắt to mắt đều là hoảng sợ vậy mà hai cánh vừa thu lại thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi ầm um, giang giật huyết hồng sắc dao găm hung hăng bổ vào diều hâu trên đầu không ngờ cái này diều hâu đầu rất là cứng rắn dao găm chỉ là đâm vào đi nửa thước sâu tựu bị bắn ngược ra giang giật hai tay ôm chặt lấy diều hâu trên cổ lông tóc không ngừng vung vẩy dao găm đối diều hâu đầu như thiểm điện đâm xuống thẳng đến đem cái này diều hâu đầu đâm ra mười mấy cái huyết động, để cho diều hâu chết đến mức không thể chết thêm mới bỏ qua. Hắn thân thể theo diều hâu trên thi thể nhảy bắn mà lên, tiếp tục hướng khác yêu thú phóng đi, bắt đầu một vòng mới đổ sát. Lão thái thái dữ dội, đây quả thực là hình người cỗ máy giết chóc A. Tiền vạn quán cảm khái, chiến vô song cũng khe khẽ thở dài, âm thầm nghĩ nếu là hai người không phải giang giật bằng hữu mà là địch nhân, đối đầu hắn sẽ khủng bố đến mức nào. Hưu cũng không lâu lắm, nơi xa trong rừng rậm lại có một viên đạn tín hiệu xuất vào giữa không trung tiền khôn xem xét lập tức trầm giọng bẩm báo thiếu tộc trường có người dựa đi tới làm sao bây giờ cái này hắc vân sơn mạch không phải linh thú sơn học viện địa bàn tự nhiên có mạo hiểm giả tới này săn giết yêu thú tiền vạn quán cũng đã sớm sắp xếp người tại phụ cận tuần tra một khi có người tới gần lập tức phát xả tín hiệu cái kia mắt nhỏ nhìn một cái nơi xa sắc mặt đột nhiên trầm xuống vẫn nổ quát phát tín hiệu cho bọn hắn quang minh thân phận của ta ai còn dám tới gần nơi này phụ cận, giết chết bất luận tội. Tiền khôn rất nhanh phát ra tín hiệu, chiến vô song giơ ngón tay cái lên, tiền vạn quán đối đãi giang giật có thể tính móc tim móc phổi. Giờ phút này giang giật còn tại phía dưới săn giết yêu thú, cái này nếu là truyền đi khẳng định sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Có tiền ra thiếu tộc trưởng tấm chiêu bài này, chắc hẳn phụ cận mạo hiểm giả không có sao mà to gan như vậy tới gần, giang giật bị người phát hiện khả năng cũng hạ xuống thấp nhất. Tiền vạn quán nhếch miệng cười một tiếng, không hề nói gì, kia thật thà bộ dáng một điểm không giống một vị siêu cấp gia tộc thiếu tộc trường. Chờ giây lát, Giang giật đem cuối cùng một cái yêu thú săn giết về sau, tiền vạn quán mới mở miệng nói, xong việc, vô song đại ca ra tay đi, lão đại vất vả, nên nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Ừm, một ngày săn giết gần 200 con yêu thú, những ngày yêu thú vật liệu cũng giá trị mấy vạn thêm tử kim đi 10 triệu tử kim xem ra chỉ dùng thời gian nửa năm là đủ rồi. Chiến vô song biết rõ Giang giật sự tình, trên thực tế. Nếu là hắn hỏi chiến ra muốn 500 vạn tử kim, nhà bọn hắn sẽ không nói gì gì đó, không bằng hắn biết rõ giang giật tính cách cũng không có mở miệng. Lần này đi theo mà đến, kỳ thật cũng liền đang biến hình trợ giúp giang giật, dù sao hắn ra cái này, nhà bọn hắn ám vệ khẳng định hội đi theo. ầm um, chiến vô song thân thể bay vọt mà xuống, rất nhanh gần sát giang giật, giang giật huyết hồng con người quét tới, nhìn thấy chiến vô song một cái cổ tay chặt bổ tới hắn không có tránh né, bị chiến vô song rắn rắn chắc chắc bổ một cái chớp mắt ẩm vang ngã xuống đất. Động thủ đi, tiền vạn quán vung tay lên, trong thạch động tiền gia tộc nhân nhanh chóng chạy vội xuống dưới, bắt đầu phân giải yêu thú thi thể, thanh lý hiện trường. Những người này hiển nhiên trước đó làm đủ giờ tụng niệm, hiểu rõ vô cùng yêu thú tài liệu gì đáng tiền, động tác nhanh nhẹn mau lẹ. Không có bọn hắn dựa vào giang giật, đoán chừng những này yêu thú thi thể còn không có phân giải, xa xa yêu thú liền sẽ nghe được mùi máu tươi đến đây. Đợi chút nữa mới người yêu thú vật liệu thanh lý hoàn tất, Tiền vạn quán vung tay lên nói, đem vật liệu trong đêm đưa đi linh thú thành, theo cao nhất giá cả đổi lấy tử kim, thuận tiện mang cho ta một ngàn mai địa long đan đến, bản thiếu ra muốn tu luyện. Địa long đan, chiến vô song vừa đem giang giật đưa trở về nghỉ ngơi, nghe được câu này âm thầm giật mình đi ra. Địa long đan thế nhưng là địa giai đan dược tốt nhất ha, tiền ra người một mực không thích tu luyện, tiền vạn quán tu luyện nhiều năm như vậy mới là chú đỉnh cảnh lục trọng, hắn tu luyện cái giam a, à, cái này rõ ràng là cho giang giật chuẩn bị hắn hồ nghi nhìn tiền vạn quán vài lần, đột nhiên hạ giọng nói tiền mập mạp, người đối giang giật tốt như vậy hẳn là. Yêu hắn người có lòng dương chuyện tốt, ây, tiền vạn quán sắc mặt khẽ giật mình, lập tức đột nhiên bóp một cái tay hoa, quăng chiến vô song một cái mị nhãn, nương âm thanh nương khí nói ra, chán ghét, vô song đại ca, người tại sao nói như thế nhân ra nhân ra coi như thích nam nhân, cũng sẽ thích người loại này uy mãnh loại hình. Nếu không tối nay ngươi đến phòng ta, để người ta hảo hảo hầu hạ ngươi. Ầm, um, Chiến vô song không có nửa điểm do dự, nhấc chân một cước đem tiền vạn quán trực tiếp đạp bay xuống dưới. chương 145, giả vô tộc, sau đó thời gian một mực rất là thuận lợi, cái này hắc vân sơn mạch bên trong gần như đều là nhất giai nhị giai yêu thú, giang giật bằng vào sát lục chân ý mỗi ngày săn giết hai lần yêu thú, đến ban đêm liền bắt đầu tu luyện, thẳng đến nửa đêm mới ngủ thật say. Tiền vạn quán mang đến cho hắn một ngàn mai địa long đan, giang giật trên người địa nguyên đan bản thân tựu không nhiều lắm, giờ khác này ở bên ngoài không có học viện tính tu thất tăng phúc tu luyện tự nhiên chậm lại. Có địa giai thượng phẩm địa long đan phụ trợ, phối hợp hắc sắc nguyên lực tăng phúc, dược lực liền có thể so thiên giai đan dược, tốc độ tu luyện thoáng cái nhanh, giang giật cũng không có giả mồm cự tuyệt. Hắn cũng biết, hắn thiếu tiền vạn quán nhiều hơn, cũng chỉ có nhanh chóng để cao thực lực mới có thể hoàn lại. Hắn âm thầm làm ra quyết định, chờ 10 triệu tử kim đủ rồi, hắn lại săn giết một đoạn thời gian yêu thú, biến hóa tử kim trả lại tiền vạn quán, có dư thừa tử kim cũng có thể mua sắm thượng đẳng đan dược phụ trợ tu luyện. Để hắn có chút buồn bực là, săn giết hơn nửa tháng về sau, Hắc Nguyên Sơn mạch yêu thú rõ ràng giảm bớt. Mỗi lần Long Tiên Hương nhóm lửa đều muốn chọn vẹn chờ thêm nửa canh giờ, mới có thể tụ tập gần trăm con yêu thú. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao Hắc Nguyên Sơn mạch yêu thú đều là theo ba vạn sâu trong núi lớn dũng mãnh tiến ra, sâu trong núi lớn yêu thú mặc dù nhiều, nhưng không có khả năng mỗi ngày có đại lượng yêu thú dũng mãnh tiến ra. Bọn hắn cái này còn khá tốt, lên núi mạo hiểm đoàn thảm hại hơn, mỗi lần lên núi tìm kiếm mấy ngày đều rất khó gặp được một cái yêu thú. Còn có linh thú sơn học viện bởi vì bọn hắn ở giữa tiệt hồ, học viện phụ cận bên trong dãy núi yêu thú kịch liệt giảm bớt, đoạn thời gian gần nhất ký danh học viên toàn bộ đều không làm được mỗi ngày nhiệm vụ, dẫn tới một vị phó viện trưởng tự mình tới dò xét. Bất quá bộ này viện trưởng biết được là giang giật cùng tiền vạn quán chiến vô song tại cái này săn giết yêu thú về sau, không hề nói gì dẫn người trở về hắn phi thường tin tưởng ra các thanh vân đến cỡ nào coi trọng giang giật coi như việc này hướng hắn báo cáo cũng sẽ cười trừ hơn nửa tháng xuất hiện mấy cái nhị gia đỉnh phong yêu thú giang giật mấy lần gặp nạn cuối cùng đều là tiền gia ám vệ ra tay giúp đỡ chém giết nếu không giang giật sợ là chỉ có thể vận dụng hỏa linh thạch cái này mấy cái nhị gia đỉnh phong yêu thú tiền vạn quán cùng chiến vô song tựa hồ cũng không hài lòng đều không có xuất thủ thuần hóa giang giật cũng không có thuần hóa nhị gia đỉnh phong yêu thú mặc dù không tệ nhưng ba người càng hy vọng xa vời có thể thuần hóa một cái tam gia yêu thú trong khoảng thời gian này tiền vạn quán để cho người ta mang đến không ít đồ tốt cái này hang đá bị hắn cải tạo thành một cái hoa lệ tiểu cung điện mỗi ngày tất cả mọi người có rượu ngon thức ăn ngon tại cái này hoang sơn giã lĩnh trôi qua không thể so với trong đại thành thị dễ chịu chiến vô xong cũng trở về đi một chuyến đem chiến lâm nhi mang đến trước kia không mang là bởi vì tại giã ngoại không tiện hắn như thế yêu thương cô muội muội này tự nhiên không yên lòng để một mình nàng ở trong học viện. Ô ô, một ngày này, mọi người theo thường lệ bắt đầu một vòng mới săn giết, chiến vô song còn tại bên trong tu luyện, chiến lâm nhi sớm liền chui ra. Đầy mắt hưng phấn đứng ở bên ngoài nhìn qua xa xa yêu thú, trong mắt đẹp lấp lóe không ngừng, hiển nhiên cũng đang tìm kiếm vừa ý yêu thú chuẩn bị thuần hóa. Tiểu lâm, người vì sao mỗi ngày mang theo cái khăn che mặt A. À. Giang giật cùng chiến lâm nhi chờ đợi một đoạn thời gian thân quen, rốt cục nhịn không được hỏi thăm về tới thích đeo khăn che mặt nữ tử, hoặc là quá xấu hoặc là quá đẹp, xem Chiến Lâm Nhi bộ dạng này rõ ràng xấu không đến đi đâu. Chiến Lâm Nhi khẽ giật mình, cúi đầu trầm ngâm một trận, giải thích, giang giật ca ca, mẫu thân của ta ban đêm vô tộc, ta từ nhỏ cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ, sở dĩ bị ảnh hưởng của nàng. Mẫu thân nói chúng ta bộ tộc này nữ tử, tướng mạo chỉ có thể cho mình trưởng phu xem. Dạ vũ tộc, giang giật hồ nghi chừng mắt nhìn, bên cạnh tiền vạn quán lại gần, Hạ giọng giải thích đến, đó là một loại đặc thù chủng tộc. Các nàng bộ tộc này nữ tử trời sinh thân thể mềm mại là tốt nhất một trong. Bất quá bởi vậy các nàng bộ tộc này nữ tử thường xuyên bị tóm đấu giá. Chiến Lâm Nhi mẫu thân là chiến vô song lão cha mua về ở gia tộc địa vị rất thấp. Dạng này a à, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Chiến Lâm Nhi đối chiến vô song như vậy không hiếu hảo, tình cảm cũng là cùng cha khác mẹ huynh muội a. À. Chiến Lâm Nhi mẫu thân ở gia tộc địa vị không cao, khẳng định gặp vô số lặng lẽ, Chiến Lâm Nhi đối với gia tộc bên trong người có oán khí cũng bình thường. Giang giật quay đầu nhìn thấy Chiến Lâm Nhi trong đôi mắt có chút ảm đạm, nghĩ vậy mà là có chút tự ti, hoặc là nhớ tới chuyện cũ. Hắn duỗi ra một cái tay sờ lên đầu của nàng, nhẹ giọng nói ra, Lâm Nhi muội muội, không cần chú ý, chúng ta không cách nào trưởng khống chính mình xuất sinh, nhưng chúng ta có thể nắm giữ vận mệnh của mình, nói đến ta sau so ngươi càng đáng thương đâu, ta còn là một cái con riêng, mẫu thân từ nhỏ đã chết rồi. Bất quá lại như thế nào ta không phải đồng dạng trôi qua hảo hảo sao. Ừm ừm, chiến lâm nhi trong mắt lóe ra nước mắt, trong mắt đẹp sáng lấp lánh, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng tựu bị xa xa bay tới một cái yêu thú hấp dẫn, một đôi chân châu con người đều là hưng phấn, nàng kêu to lên, giang giật ca ca, ta muốn cái kia yêu thú làm linh thú, người giúp ta thuần hóa nó. Hỏa điều, tiền vạn quan ánh mắt quét tới, mắt nhỏ hiếp lại, cảm khái, cái này hỏa điều thật xinh đẹp, thực lực cũng là nhị giai đỉnh phong, Lâm Nhi muội muội thuần hóa không còn gì tốt hơn. Chiêm chiếp, phía tây bầu trời bay tới một cái to lớn màu đỏ hung cầm, toàn thân đều là bộ lông màu đỏ rực, xinh đẹp đến cực điểm. Giang giật nhẹ gật đầu cùng tiền vạn quán bàn giao nói, để lưu lão giúp ta nhìn một chút, ta sợ sát lục chân ý áp chế không nổi lấy hỏa điều. Trước tiên đem cái này hỏa điều trọng thương về sau, lại để cho Lâm Nhi muội muội thuần hóa đi. Tốt, lão đại, người cẩn thận một chút, tiền vạn quán nhẹ gật đầu, thủ đoạn của hắn hiển nhiên rất là cao minh lúc đầu các gia tộc ám vệ bọn hắn căn bản điều động không được nhưng hắn lại có thể làm cho cái này lưu lão ngẫu nhiên xuất thủ làm một ít sự tình phía trước mấy lần giang giật gặp nạn cũng là lưu lão nguyên lực ngoại phóng giúp hắn chém giết đương nhiên lưu lão sở dĩ nhiều lần phá lệ xuất thủ hiển nhiên cũng là coi trọng giang giật tiềm lực dù sao giang giật trưởng thành dùng hắn cùng tiền vạn quán quan hệ tiền ra tự nhiên có thể thu hoạch ầm uhm, nhìn thấy cái kia hỏa điều sẽ đáp xuống Giang giật thân thể trùng điệp bắn tới, người giữa không trung sát lục chân ý đổ xuống mà ra. Không được, để Giang giật vạn phần hoảng sợ là hắn sát lục chân ý vừa ra, cái này hỏa điều trên thân hung lệ khí tức lập tức vừa thu lại, nhưng trong đôi mắt đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang, lại trong nháy mắt vận dụng yêu thuật, nó kia đỏ tươi miệng rộng mở ra phun ra một đạo kinh khủng hỏa diễm. Ừ, trong thạch động Lưu Lão cùng chiến vô song ra thần du ám vệ tiêu xạ ra, Lưu Lão trong mắt hàn quang lóe lên thân thể tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra hướng giang giật bay đi, một cái tay nguyên lực lấp lánh, liền muốn ngoại phóng nguyên lực đánh giết cái này hỏa điểu. Lưu lão, đừng động thủ, tại thời khắc này, giang giật đột nhiên quát lớn, ngăn trở lưu lão cử động. Trong ngực hắn một viên hạt châu màu đỏ rực đột nhiên phát sáng lên, lập tức một cỗ không hiểu năng lượng truyền lại tiến vào bên trong thân thể của hắn. Giang giật bên ngoài thân cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt hơi mờ màn hào quang, kia kinh khủng hỏa diễm gào thét mà đến, đụng một cái sờ kia màn hào quang lại đột một biến mất, biến mất vô tung vô ảnh. a à, lưu lão cùng chiến vô song ra ám về cơ lão con người co rụt lại, toàn bộ kinh ngạc, tiền vạn quán cùng chiến lâm nhi miệng thật to mở ra, có thể nuốt đến tiếp theo cái trứng gà. Giang giật trên mặt không có nửa điểm sống sót sau tai nạn vui mừng, ngược lại trong con người đều là kinh nghi, hắn không lọt vào mắt bầu trời hỏa điều, tâm thần yên lặng tại hỏa linh châu bên trong, trong miệng kinh ngạc thì thào cái này hỏa linh châu không phải không gian thần khí sao nó sao có thể tự động hấp thu hỏa diễm. mươi 146, Tam Vĩ Linh Hồ, hỏa linh châu có thể làm cho giang giật đối lửa miễn dịch, điểm ấy giang giật đã sớm biết, nhưng không nghĩ hạt châu này lại vẫn có thể tự động hấp thu hỏa diễm. Cảm thụ đạo phiêu phù ở hỏa linh châu cái kia to lớn trong không gian một đoàn hỏa diễm, giang giật cả người đều trở nên hưng phấn. Hỏa linh thạch rất khủng bố, nhưng đó là hắn bảo mệnh át chủ bài, chỉ còn lại hơn 40 mai dùng một viên liền thiếu đi một viên. Mà cái này hỏa linh châu giống như có thể hấp thu hỏa diễm, vậy liền kinh khủng, hắn có thể không ngừng tìm kiếm cường đại hỏa diễm hấp thu đi vào, tại thời điểm mấu chốt phóng xuất thiêu chết địch nhân. ầm um, Giang giật thân thể trùng điệp hạ xuống đập xuống trên mặt đất, bởi vì hắn tâm thần yên lặng tại hỏa linh châu bên trong. Sát khí trên người tự nhiên yếu đi mấy phần, bốn phía yêu thú lập tức chen chúc mà tới. Hắn rất nhanh đánh thức, trên thân sát khí chấn động cái gì cũng mặc kệ, trước săn giết yêu thú lại nói ầm um, kia hỏa điều thả ra yêu thuật thân thể cũng biến thành suy yếu vô cùng bị sát lục chân ý ảnh hưởng một chút tựu rơi xuống dưới địa phương hiu lưu lão thân thể xuống tới đưa tay tùy ý ngoại phóng mấy đạo nguyên lực đem cái này hỏa điều thân thể bắn ra mấy cái lỗ máu lúc này mới nhìn qua xa xa giang giật thì thào tiểu tử này tà môn vậy mà không sợ yêu hỏa trên thân đến cùng có cái gì trí bảo cái này hỏa điều là nhị giai đỉnh phong yêu thú nó yêu thuật liền xem như lưu lão đều có chút cố kỵ, đương nhiên dùng lưu lão thực lực nó cái này hỏa diễm tự nhiên không có khả năng phun đến hắn. Nhưng Giang giật rõ ràng bị hỏa diễm bao phủ nhưng không có nửa điểm sự tình, ngược lại hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, điều này nói rõ Giang giật trên thân khẳng định có trí bảo, vẫn là vô cùng cao cấp. Giống như Giang giật không phải tiền vạn quán cùng chiến vô song bằng hiếu, hai vị thần du ám về đoán chừng đều sẽ xuất thủ tranh đoạt, có thể miễn dịch hỏa diễm trí bảo, đối tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả, kia là chí mạng khắc tinh A. À. Nương hy thớt, lão đại đến cùng tại thiên quân trong mộ đạt được bao nhiêu bảo vật. Tiền vạn quán mắt nhỏ đều là hưng phấn, giang giật đạt được bảo vật càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng cường đại. Đối với hắn mà nói giang giật càng cường đại càng tốt, đầu tư của hắn cũng có thể có lớn hồi báo. Hoa hoa, kia hỏa điều thụ thương, tiền mập mạp, ta liền đi thuần hóa nó sao. Chiến lâm nhi đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh bị trên mặt đất cái kia to lớn hỏa điều hấp dẫn, nàng tựa hồ đã nhận định kia hỏa điều là nàng, nhìn thấy nó thụ thương trên mặt đất thân tử không đoạn rung động, trong đôi mắt đều là đau lòng. Hắc hắc, tiền vạn quan ánh mắt tại chiến lâm nhi uyển chuyển trên thân thể nhìn lướt qua, lặng yên nuốt nước miếng một cái, hèn hạ cười nói, lâm nhi muội muội giống như xuống dưới ngươi có thể đi được động đường, ngươi liền có thể đi thuần hóa. a à, chiến lâm nhi vỗ vỗ ngực, có chút e ngại nhìn qua còn tại đồ sắt yêu thú giang giật. Càng đến gần giang giật kia sát lục chân ý càng cường đại, nàng đều có chút chân cẳng như nhũn ra, đi xuống sợ là thân thể cũng không thể động. Tiểu thư, lão phu mang ngươi đi xuống đi, là tốt nhất thuần hóa thời cơ, có tiểu tử này sát lục chân ý áp chế, cái này yêu thú căn bản không có chống cự chi tâm. Chiến gia ám vệ cơ lão đột nhiên lên tiếng nói, hắn một tay bắt lấy chiến lâm nhi thân thể hướng phía dưới lướt tới, rất nhanh bay vào đến kia hỏa điều bên cạnh. Nhưng chiến lâm nhi cả người bao phủ tại giang giật sát khí bên trong, trong mắt đẹp đều là hoảng sợ, thân tử không đoạn run rẩy, căn bản động đậy không được. Hừ, cơ lão hừ lạnh một tiếng, trên người khí thế cường đại phóng xuất ra, lực kháng giang giật sát lục chân ý, lúc này mới cùng chiến lâm nhi nói ra tiểu thư, động thủ. Hô, chiến lâm nhi thở ra một hơi thật dài, run rẩy từ trong ngực lấy ra một khối kim sắc linh thú phù. Thứ này dùng chiến lâm nhi thực lực tự nhiên là làm không đến, rõ ràng là chiến ra người hỗ trợ đi cửa sau. Nàng dùng nguyên lực quán chú linh thú phù, cái kia kim sắc ngọc phù rất nhanh sáng lên một đạo quang mang, bên trong đột nhiên bắn ra vô số kim sắc ký tự, những chữ kia phù tại chiến lâm nhi khống chế phía dưới, không ngừng hướng cách đó không xa hỏa điều trong thân thể bay đi, cuối cùng từng cái không có vào hỏa điều trong đầu. Chiêm chiếp, mỗi một cái ký tự màu vàng đánh vào hỏa điều trong đầu, hỏa điều thân thể khổng lồ tự run lên, phát ra một tiếng gào thét, nhưng ở sát lục chân ý áp chế xuống, nó căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng bị thuần hóa. Ông, tại một chữ cuối cùng phù đánh vào hỏa điều trong đầu, hỏa điều thân thể đột nhiên tỏa ra một vệt kim quang, đôi mắt cũng nhìn về phía chiến lâm nhi, bên trong đều là lấy lòng và thân thiết chi ý. Thành công, chiến lâm nhi thân thể mềm mại run lên, kinh hô một tiếng, nàng lần nữa quán chú nguyên lực vào linh thú phủ bên trong, hét lớn, thu. Linh thú phủ bên trong kim quang tăng vọt, cái kia hỏa điều hỏa hồng vũ rực mở ra, kia thân thể to lớn đột một biến mất giữa không chung, linh thú trên bùa kim quang cũng đã biến mất. a à, chiến lâm nhi thu hồi linh thú phủ, trong mắt đẹp đều là vui mừng, cơ lão cũng rất là hài lòng mang theo chiến lâm nhi bay vụt lên trên hang đá, cha cha, tiền vạn quán nhích lại gần, mặt mũi tràn đầy cảm khái vỗ vỗ chiến lâm nhi bả vai, nói ra, lâm nhi muội muội, người cũng coi là một tên cường giả, hỏa điều yêu thuật khẽ động tử phủ cảnh giới vô địch a, à. lâm nhi muội muội, người như thế cường đại, về sau vạn quán ca ca bị người khi dễ, người phải giúp ta ra mặt a, à. Hi hi, kia là tự nhiên, chiến lâm nhi tâm tình tốt vô cùng miệng đầy tựu đáp ứng, bất quá quay đầu nhìn lại phát hiện tiền vạn quán tay khoác lên nàng trên vai thơm, lập tức thân thể co rụt lại, mắt hạnh nhìn hầm hầm tiền vạn quán nói, mập mạp chết bầm, tay ngươi để vào đâu có tin ta hay không phóng hỏa điều đem ngươi nướng thành lợn sữa. Hắc hắc, tiền vạn quán chấm mút ý đồ bị phát hiện, ngượng ngùng nở nụ cười, đừng hiểu lầm a, à, lâm lầm nhì muội muội, ta cũng không có ý tứ gì khác. Lại nói, cho dù có, bản thiếu thân phận cũng không xứng với ngươi sao tiền ra thiếu phu nhân cái thân phận này, thần võ quốc thế nhưng là có mấy trăm vạn thiếu nữ mong mỏi cùng trông mong đâu cốt bản tiểu thư cũng không hiếm có chiến lâm nhi mặt mũi tràn đầy khinh thường hư lạnh nói chiến vô song nói người thế nhưng là có long dương chuyện tốt để cho ta đề phòng ngươi đấy hư hư coi như lấy chồng bản tiểu thư cũng muốn gả giang giật ca ca loại này đại anh hùng người cái này một thân thịt mỡ ta thấy đều buồn nôn thương thiên a à, đại địa a à. tiền vạn quán lập tức một mặt chết cha ruột dáng vẻ thét dài vừa sinh giật gì sinh sâu giang giật ta muốn cùng ngươi tuyệt sao ba trong thạch động chiến vô song đột nhiên đi ra một bàn tay đập vào tiền vạn quán cái ót hung tợn uy hiếp nói tiền vạn quán thiếu đánh nguội nguội ta chú ý nếu không ta cắt mệnh căn của ngươi để ngươi cả một đời chỉ có thể trồng mông lên hưởng thụ ầm um, mọi người ở đây vui đùa ầm ý thời điểm phía đông một viên đạn tín hiệu đột nhiên ở giữa không trung nổ tung tiền vạn quán sầm mặt lại lập tức quát lớn không tốt tới một cái tam gia yêu thú vô song đại ca nhanh đi đem lão đại dẫn tới, lưu lão, cơ lão, các ngươi nhìn một chút, tình huống không đúng lập tức chém giết cái này yêu thú. Các ngươi đừng nhúc nhích, ta đi, tiền gia thần du ám về quát lạnh một tiếng, thân thể hướng phía dưới mà đi. Nhưng mà, hắn vừa mới bay vọt mà xuống, thân thể nhưng trong nháy mắt bắn ngược mà quay về, đầy mắt đều là hoảng sợ, giống to, tất cả mọi người lập tức lui về sơn động, tiền khôn lập tức phóng thích khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Cầu linh thú thành bên trong gia tộc cường giả cứu viện, tới yêu thú là tam vĩ linh hồ. ầm, um, cơ lão tại lưu lão còn không có mở miệng cảnh cáo trước, đã lấy ra một viên to lớn đạn tín hiệu hướng giữa không trung ném mạnh mà đi, hiển nhiên cũng là cùng linh thú thành bên trong chiến gia cường giả cầu viện. một cái tay trong nháy mắt bắt lấy chiến vô song cùng chiến lâm nhi nổ bắn ra tiến vào sơn động. tam vĩ linh hồ, không được, lão đại nguy hiểm, tiền vạn quán kinh hô một tiếng, vừa muốn nói gì, cái kia tròn vào thân thể tự bị lưu lão kéo lấy lên núi trong động phóng đi. Tiền khôn thả ra đạn tín hiệu về sau, cũng hoảng sợ dẫn người trước tiên tiến vào sơn động. Oanh, tại tất cả mọi người trở ra, lưu lão đối hàng đá nhỏ hẹp cửa đá đột nhiên vung ra một trường, đem cửa đá đánh cho sụp đổ, phía trên đá vụn rơi xuống triệt để phá hỏng cửa đá. Bên ngoài, giang giật lại cái gì cũng không biết, vẫn như cũ hai mắt huyết hồng không ngừng tại đổ sát lấy yêu thú. mươi 147, Mị Hoặc, Tam Vĩ Linh Hồ tự nhiên là một cái hồ ly, vẫn là đại lục ở bên trên lừng lẫy nổi danh hồ ly loại này hồ ly sinh ra tới liền là ba đuôi liền là tam giai yêu thú mà lại thực lực vẫn là tam giai bên trong kinh khủng nhất không có cái thứ hai nghe nói tam vĩ hồ ly còn có thể thu luyện hấp thu thiên địa tinh hoa chậm rãi tiến hóa cuối cùng trở thành bốn đuôi hồ vương năm đuôi hồ đế đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết trong lịch sử cũng không nghe nói xuất hiện qua hồ ly loại yêu đế bất quá tam vĩ linh hồ là tam giai bên trong kinh khủng nhất yêu thú điểm ấy không cần hoài nghi bởi vì 20 năm trước tại Thánh Linh Quốc Vũ Nguyên Sơn bên trong phát sinh một kiện chuyện kinh khủng, một cái ba đuôi yêu hồ hài tử bị một đám mạo hiểm đoàn đánh giết, nó nổi giận lao xuống Vũ Nguyên Sơn, đem dưới núi một thành trì người đều cho đồ, trong thành thì còn có hai tên thần du cảnh tam trọng cường giả. Thánh Linh Quốc Quốc chủ nổi giận, triệu tập một đội cường giả đi vây bắt cái này tam vĩ linh hồ, cường giả này bên trong thực lực thấp nhất đều là thần du tam trọng, tối cường đạt tới thần du đỉnh phong, kết quả 18 tên thần du cường giả, cuối cùng chết thảm bốn người, Tam Vĩ Linh Hồ mới bị đánh giết. Tam Vĩ Linh Hồ thân thể rất nhỏ, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí nó lợi trảo cùng răng lực công kích đều phi thường yếu, nó chỉ có một loại thủ đoạn công kích, cái kia chính là yêu thuật, thân thể nó bên trong có thể phóng thích một loại hồ hương. Loại mùi thơm này có thể làm cho võ giả tiến vào mê huyễn trạng thái, thực lực hoặc là linh hồn không mạnh võ giả sẽ bị nó mị hoặc, bị nó khống chế. Lưu lão cùng Cơ lão thực lực rõ ràng không tính quá mạnh, một cái thần du nhị trọng, một cái thần du tam trọng. Sở dĩ lưu lão phát hiện xa xa tam vĩ linh hồ về sau, trước tiên rút lui, liền giang giật cũng không dám đi cứu. Nếu không một khi bị cái này tam vĩ linh hồ mị hoặc, nó sẽ biến thành khôi lỗi, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Lão đại, giang giật, giang giật ca ca, tiền vạn quán chiến vô song chiến lâm nhi đồng thời nghẹn ngào kêu to lên, chiến vô song cùng tiền vạn quán thoát khỏi lưu lão cùng cơ lão tay, liền chuẩn bị hướng sụp đổ cửa hang ra ngoài. Nhưng là hai cái cổ tay chặt trong nháy mắt vung xuống, Hai người mắt trợn trắng lên, thân thể lập tức mềm nhũn ra, đã hôn mê. Cơ lão vung tay lên, Chiến Lâm Nhi thân thể cũng mềm nhũn ra. Ám vệ đệ nhất trách nhiệm liền là bảo hộ tiểu chủ con an toàn, tại có chí mạng tình huống nguy hiểm, bất kỳ cái gì sự tình đối với bọn hắn tới nói đều không trọng yếu, tiểu chủ con mệnh trọng yếu nhất. Tất cả mọi người, ngừng thở, không được phát ra bất kỳ thanh âm gì, nếu không giết chết bất luận tội. Lưu lão đằng đằng sát khí bốn phía quét qua tiền ra con em lập tức che miệng ngồi xổm trên mặt đất, nửa điểm thanh âm không dám phát ra. Cái này không chỉ có riêng quan hệ đến tiền vạn quán mệnh, một khi bị tam vĩ linh hồ phát hiện, tất cả mọi người muốn chết. Cũng đừng quá khẩn trương, cái kia tam vĩ linh hồ còn rất nhỏ, hẳn là sẽ không phát giác được chúng ta. Lưu lão gặp tất cả mọi người kéo căng thân thể, khẩn trương đến ghê gớm, sợ bọn họ dạng này ngược lại lầm sự tình, lại giật giật miệng truyền âm cho mọi người. Đương nhiên, đây chỉ là trấn an lời của mọi người, tam vĩ linh hồ coi như lại nhỏ, đối phó bọn hắn dư xài, kia hồ hương thế nhưng là chí mạng tồn tại. Bất quá lưu lão ngược lại là không có tuyệt vọng, bởi vì hắn trước tiên phát hiện tam vĩ linh hồ tự rút lui. Hắn cùng cơ lão đều thấy được, kia tam vĩ linh hồ từ đằng xa trong rừng rậm đi tới, ánh mắt một mực tập trung vào ngay tại săn giết yêu thú giang giật, hẳn không có phát giác bọn hắn. Chi chi, tam vĩ linh hồ hoàn toàn chính xác không có chú ý tới mọi người, nó một đôi như bảo thạch mắt nhỏ một mực tập trung vào giang giật, nó nhìn thật rất nhỏ, thân thể chỉ có tiểu miêu lớn như vậy, toàn thân trắng như tuyết, không có một cái tạp mau, trên mông có ba cái xinh đẹp đuôi dài không ngừng diêu động, nó hiển nhiên bị kề bên này còn sót lại long tiên hương hấp dẫn tới. ầm um, Giang giật không có chút nào phát giác nguy hiểm tiến đến, bởi vì cái này tam vĩ linh hồ trên thân cũng không có một tia cường đại yêu thú ngang ngược khí tức, ngược lại giống như là một cái động lòng người tiểu miêu. Giang giật đã sớm thấy được cái này tam vĩ linh hồ, không bằng hắn hoàn toàn không thấy, tiếp tục quơ dao găm hướng còn thừa không nhiều yêu thú công kích tới. Chi chi, tiểu hồ ly tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại, nó mắt nhỏ bên trong đều là hiếu kỳ, còn hướng giang giật kêu hai tiếng, nhưng bị giang giật đột nhiên quét tới huyết hồng con người dọa đến lập tức rút lui hai bước, bất quá lại rất nhanh lặng yên hướng bên này đi tới. Oanh, giang giật tiếp tục công kích, thân thể nhảy lên thật cao, dao găm tại một cái cao lớn thông cánh tay hoàng viên trên đầu đâm xuống. Đem cái này nhất sai đỉnh phong viên hầu loại yêu thú đầu đâm ra một cái lỗ máu, thân thể của hắn tại hoàng viên thân thể khôi ngô bên trên một đạp quay người hướng cuối cùng hai cái hổ loại yêu thú đánh tới uống hai cái hổ loại yêu thú thực lực cũng không mạnh nhị giai bên trong tương đối thấp cấp yêu thú tại giang giật cuồng bạo công kích cũng không lâu lắm liền ngã chỗ tử vong giang giật toàn thân đều là yêu thú huyết hắn thân thể đứng ngạo nghễ hoang dã bốn phía khắp nơi là yêu thú tàn thi hắn con mắt đỏ ngầu quét qua thanh tỉnh kia tia ý thức hiện lên một tia kinh ngạc chiến đấu kết thúc chiến vô song vì sao còn không có xuất thủ đem hắn kích choáng. Hắn con mắt đỏ ngầu hướng thạch phong bên trên quét qua, thật bất ngờ nhìn thấy cái kia hang đá cửa hang vậy mà sụp đổ thân thể của hắn trần chờ một chút, cũng không có nghĩ quá nhiều, trong đầu rất nhanh bị thị huyết xúc động chiếm cứ, ánh mắt của hắn lại hướng nơi xa cái kia tiểu hồ ly quét tới, thân thể bắn tới. Chi chi, tiểu hồ ly tựa hồ tuổi tác thật rất nhỏ, nó nhìn thấy giang giật vọt tới, có chút e ngại thân thể co rụt lại, thế mà không dám công kích, ngược lại xoay người bỏ chạy chết, Giang giật tốc độ không tính quá nhanh, nhưng nó sát lục chân ý quá mạnh, ảnh hưởng tiểu hồ ly tốc độ, nương theo lấy hắn không ngừng tới gần, kia tiểu hồ ly rất nhanh tại sát khí ngất trời dưới, bị áp chế đến co quắp tại trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Chi chi, tiểu hồ ly rất là sợ hãi quay đầu nhìn qua Giang giật, mắt nhỏ bên trong đều là cầu xin tha thứ chi sắc, biểu tình kia thế mà rất là nhân tính hóa, căn bản không giống một cái cường đại yêu thú, ngược lại giống như là một cái động lòng người con mèo nhỏ. Giang giật giờ phút này lâm vào trạng thái bùng nổ bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy cái này tiểu hồ ly biểu lộ, theo hắn tiếp cận, sát khí kia càng ngày càng kinh khủng, tiểu hồ ly cũng hoảng sợ thân tử không đoạn run rẩy. Cuối cùng nó trong con người hiện lên một đạo yêu dị bạch quang, trên thân thể của nó bắt đầu phóng xuất ra một cỗ thấm người mùi thơm. Hồ hương, có thể đem thần du cảnh võ giả đều mị hoặc kinh khủng hồ hương rốt cục phóng xuất ra, nhưng giang giật lại không chút nào phát giác, vẫn như cũ hướng phía trước phóng đi. Ừ, sau đó một khắc, Giang giật cái mũi đột nhiên khẽ nhân một cái, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, trong đầu kia tia thanh tỉnh ý thức lần nữa chiếm cứ linh hồn, hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm, một cỗ nguy hiểm chí mạng. Oanh, thân thể của hắn đột nhiên ầm vang ngã xuống đất, con mắt đảo một vòng nhìn hôn mê đi. Nhưng chỉ có chính hắn biết rõ, hắn cũng không có hôn mê, mà là ý thức của hắn vậy mà không thể khống chế chính mình thân thể. Chuyện gì xảy ra, Giang giật vạn phần hoảng sợ, nhưng nghĩ thét lên lại phát hiện miệng đều không động được, giờ khắc này đôi mắt của hắn thế mà tự động khôi phục hắc bạch, trong đầu cũng dị thường thanh tình, thế mà tự động thối lui ra khỏi sát lục chân ý trạng thái. Thân thể của hắn hết thảy đều bình thường, cảm giác linh hồn cũng còn tại trong đầu, vấn đề chính là hoàn toàn đối thân thể của mình đã mất đi khống chế. Cái này, đây là vật gì, rất nhanh hắn tìm được nguyên nhân, hắn phát hiện trong đầu đột nhiên hiện ra một cái hư ảnh, là một cái xinh đẹp tiểu hồ ly hư ảnh. Cái kia tiểu hồ ly hư ảnh tại linh hồn hắn bên trong du tẩu, lại từng bước xâm chiếm linh hồn của hắn. Tiểu hồ ly kỳ hương chẳng lẽ là tam vĩ linh hồ? Giang giật trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, tam vĩ linh hồ nghe đồn hắn nghe nói qua, vừa rồi hắn lâm vào sát lục chân ý trong trạng thái, bởi vì cái này tam vĩ linh hồ không có cường đại yêu thú ngang ngược khí tức, hắn không có đặc biệt chú ý, giờ phút này ngược lại là triệt để minh bạch. Xong, linh hồn của ta muốn bị cái này tam vĩ linh hồ mị hoặc, ta muốn biến thành cái này tam vĩ linh hồ khôi lỗi chương 148, giết hay là không giết. Ông, ngay một khắc này, giang giật trong thân thể hỏa linh châu đột nhiên phát sáng lên, nhanh chóng chuyển tới một tia không hiểu năng lượng, cái kia năng lượng cùng hắn tao ngộ hỏa diễm đốt cháy lúc giống nhau như đúc, thật nhanh theo thân thể của hắn tràn vào trong đầu của hắn. Cái này tia năng lượng xông vào hắn linh hồn hải dương bên trong, hắn linh hồn hải dương trong nháy mắt phóng xuất ra đạo đạo kim quang, mà trong đầu cái kia tiểu hồ ly hư ảnh, tựa như quỷ hồn bị thần quang chiếu xạ, nhanh chóng tan rã, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, Giang Giật phát hiện thân thể của hắn lại có thể động, linh hồn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cái này hỏa linh châu đến cùng là bảo vật gì đây tuyệt đối không phải một cái đơn giản không gian thần khí. Tại hỏa linh châu bên trong trong không gian, ngoại trừ hỏa linh thạch bên ngoài, Giang Giật cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Như vậy này quỷ dị năng lượng lại từ đâu mà đến bất quá bất kể nói thế nào, Giang Giật xem như xác định, cái này hỏa linh châu phẩm cấp tuyệt đối là thánh giai bởi vì chỉ có trong truyền thuyết thánh khí mới có thể tự động hộ chủ vạn long thiên quân đến chết còn cầm bảo vật quả nhiên là trí bảo giang giật âm thầm mừng rỡ cũng nhanh chóng mở mắt thân thể bắn lên cua màu đỏ dao găm hướng cái này tam vĩ linh hồ đâm xuống đồng thời một cái tay khác nắm thật chặt hỏa linh châu chỉ cần cái này tam vĩ linh hồ dám loạn động hắn không để tâm lấy ra một viên hỏa linh thạch đưa nó đốt là cho tàn chi chi tiểu hồ ly bị hù dọa nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích nó rõ ràng nhìn thấy giang giật bên trong nó yêu thuật giờ phút này cùng không có chuyện gì người nhìn thấy kia dao găm mang theo lạnh thấu xương sát khí hướng nó đâm tới nó lại không có chạy trốn ngược lại nằm dạp trên mặt đất vô cùng đáng thương nhìn qua giang giật giống như là đang cầu xin làm cho biểu tình kia nhân tính hóa tới cực điểm ách à, giang giật nhìn xem cái này tiểu hồ ly mặt hoảng hốt ở giữa còn tưởng rằng là một cái tiểu nữ hài đang khổ cực cầu khẩn không bằng hắn không có bất kỳ cái gì nương tay Giao găm tiếp tục hướng phía dưới đâm xuống, hắn vừa rồi thế nhưng là kém chút bị cái này tam vĩ linh hồ mị hoặc, mà một khi bị mị hoặc kết cục chỉ cần chết. Đại nhân, cầu ngài đừng giết tiểu phỉ, đột nhiên, tam vĩ linh hồ trong con người hiện lên một tia bạch quang, giang giật trong đầu cũng đột một xuất hiện một cái non nớt giọng nữ, đem hắn dọa đến thân thể run lên. Tay của hắn chỉ trệ, ánh mắt bốn phía quét qua, xác định phủ cận không ai về sau, lúc này mới nhìn xem trên mặt đất tiểu hồ ly hỏi, người đang nói chuyện. Tiểu hồ ly lại nhẹ gật đầu, trong mắt bạch quang lóe lên, giang giật trong đầu lại vang lên một cái non nớt giọng nữ, đại nhân, tiểu phỉ vô ý cùng ngài là địch, vừa rồi chỉ là tự vệ mà thôi, cầu ngài buông tha tiểu phỉ đi. Ngoá, giang giật thân thể run lên, kém chút xoay người bỏ chạy. Trong cổ thư có hồ ly tinh mà nói, hôm nay hắn vẫn sống sờ sờ đụng phải một cái, cái này hồ ly đều có thể truyền lại tin tức cho hắn, còn có thể nghe hiểu được hắn, cái này không phải liền là thành tinh sao. Giết hay là không giết, đó là cái vấn đề, tam vĩ linh hồ quá nguy hiểm, giống như không phải hắn có hỏa linh châu, giờ phút này sợ là đều trở thành khôi lỗi của nó. Chỉ là cái này tiểu hồ ly dáng vẻ thực sự quá đáng thương, còn rõ ràng có được rất cao linh trí, có thể quỷ dị truyền âm, để hắn cảm giác không giống như là một cái yêu thú, ngược lại giống như một cái tiểu nữ hài, vấn đề này quá quỷ dị, để hắn có chút chần chờ. Đúng rồi, Giang giật đột nhiên nhớ tới một vấn đề, trên người hắn giống như có linh thú phủ ba vị này linh hồ như thế cường đại, thuần hóa thành linh thú vậy tuyệt đối hung tàn vô cùng a à. mặc dù giang giật không biết tam vĩ linh hồ cụ thể có bao nhiêu cường đại nhưng theo như đồn đại thế nhưng là có thể đem thần du cường giả mị hoặc cường đại tồn tại a à. chết hoặc là trở thành của ta linh thú giang giật hung tợn đối tiểu hồ ly giống lên một cái tay nhanh chóng lấy ra linh thú phù một cái tay tiếp tục cầm hỏa linh châu tùy thời chuẩn bị lấy ra hỏa linh thạch tay của hắn nhanh chóng rót vào nguyên lực linh thú trên bùa rất nhanh phát sáng lên từng cái ký tự màu vàng hướng tam vĩ linh hồ bay đi đánh vào nó thân thể nho nhỏ bên trong chi 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 nương theo lấy linh thú trên bùa ký tự từng cái không có vào tam vĩ linh hồ thân thể kia tiểu hồ ly thống khổ kêu lên thân thể trên mặt đất không ngừng lăn lộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ thống khổ cặp mắt kia không ngừng lấp lánh lên bạch quang truyền lại cho giang giật từng cái tin tức đại nhân cầu ngài buông tha tiểu phỉ đi tiểu phỉ cam đoan về sau rốt cuộc ra đại nhân cầu ngài phát phát thiện tâm tiểu phỉ rất sợ hãi mẫu thân mau tới mau cứu tiểu phỉ ô ô đại nhân tiểu phỉ thật thống khổ cầu ngài đừng nhúc nhích tiểu phỉ sẽ chết đại nhân cầu ngài buông tha tiểu phỉ ta nhất định sẽ trùng điệp báo đáp ngài ân không giết tiểu hồ ly tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên tại giang giật trong đầu kia non nớt giọng nữ rõ ràng tựa như một cái tiểu nữ hài nhìn cái này tiểu hồ ly thống khổ lăn lộn trên mặt đất kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thống khổ giang giật tay đột nhiên run lên linh thú trên bùa kim sắc quang mang biến mất, ánh mắt của hắn cũng mê mang. Cái này tiểu hồ ly thời khắc này bộ dáng, để Giang giật nhớ tới khi còn bé bị Giang như hổ bọn người ẩu đả, Giang tiểu nô ghé vào trên người hắn, giúp hắn ngăn trở bốn phương tám hướng tới quyền cước. Đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy vô cùng đáng thương cùng Giang như hổ bọn người cầu xin tha thứ, dạng như vậy cùng thanh âm rất giống quá giống. Giang giật xưa nay không là một cái nhân từ nương tay người, nhưng Giang tiểu nô từ nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, như là thân muội muội. Cái này tiểu hồ ly dáng vẻ rất giống Giang Tiểu Nô, để hắn động một tia chắc ẩn chi tâm, hắn cảm giác giờ khắc này ở thuần hóa tiểu hồ ly, tựa như tại thuần hóa Giang Tiểu Nô, thử hỏi hắn như thế nào hạ thủ được. Tiểu hồ ly nhìn thấy Giang giật đột nhiên ngừng lại, mắt nhỏ bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó nó nhìn thấy Giang giật ôn nhu nhìn qua nó, trên mặt đều là yêu chiều chi sắc, lại rất là kinh ngạc. Nó cái đầu nhỏ tựa hồ có chút không nghĩ ra, vì sao giang giật mới vừa rồi còn một bộ hung thần ác sát bộ dáng giờ phút này nhưng lại trở nên như thế thân hòa hữu hảo trên mặt kia yêu chiều chi sắc còn để nó cảm giác rất là ấm áp tựa như mấu thân nó nhìn qua nó ngươi đi đi giang giật lấy lại tinh thần nặng nề thở dài quay đầu đi qua ép buộc chính mình không nên suy nghĩ nhiều lý trí nói cho hắn biết buông tha cái này tam vĩ linh hồ là một cái vô cùng quyết định sai lầm nhưng hắn vẫn là lựa chọn tuân theo bản tâm của mình chi chi Tiểu hồ ly kinh ngạc nhìn Giang giật kêu hai tiếng, trong mắt bạch quang lóe lên lần nữa chuyển đến một đạo giọng nữ, đa tạ đại nhân, tiểu phỉ ngày sau tất có thâm tạ, tiểu phỉ đi. Nói xong, tiểu hồ ly nhanh chóng đứng lên hướng nơi xa đi đến, vừa đi còn không ngừng quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Giang giật vài lần. Ai, các loại chợ tam vĩ linh hồ biến mất ở phía xa trong rừng rậm, Giang giật mới mặt mũi tràn đầy đáng tiếc thở dài một tiếng, bất quá nó rất nhanh lắc đầu không suy nghĩ nhiều. Người cả một đời vận khí tốt, có thể đụng phải rất nhiều cơ duyên, bỏ lỡ một lần có lẽ sẽ hối hận một trận, nhưng giống như đã mất đi bản tâm, sẽ để cho người ta cả một đời lương tâm bất an. Hưu, ngay tại giang giật dùng linh thú phù thuần hóa tiểu hồ ly một khắc này, ba vạn trong núi lớn một đạo bóng trắng cấp tốc theo thâm sơn bắn ra, cái này bóng trắng tốc độ nhanh như thiểm điện, căn bản thấy không rõ là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên. Mà đạo này bạch quang những nơi đi qua, trong núi sâu vô số yêu thú toàn bộ hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất coi như tam gia yêu thú cũng sợ hãi quỳ trên mặt đất, nửa điểm khí tức không dám phun ra. Hưu, đạo này bạch quang rất nhanh vào tới Hắc Vân Sơn mạch, tại cái này bạch quang vừa xuất hiện trong nháy mắt, Hắc Vân Sơn mạch bên trong ẩn núp sở hữu yêu thú lập tức toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, tựa như tận thế hàng lâm. Mà cái kia vừa mới trốn tới tiểu hồ ly lại hưng phấn chi chi kêu to lên, nhanh chóng hướng bóng trắng bay đi. Ừ, Giang giật vừa mới chuẩn bị quay người hướng thạch phong bên trên leo lên, muốn nhìn một chút trong thạch động mọi người lúc, lại đột một cảm giác được một cỗ khí thức cường đại khóa chặt chính mình. Kia cỗ hung lệ khí thức chi cường đại, đơn giản nghe nghe thấy là, một khắc này giang giật cũng cảm giác trời đất sụp đổ, hắn hai mắt tối sầm trực tiếp té xỉu trên đất. Oanh, này khí thức cũng trong nháy mắt bao phủ trong thạch động lưu lão bọn người, tất cả mọi người bao quát hai vị thần du cường giả, tại này khí thức áp bách phía dưới, toàn bộ thân thể ẩm vang ngã xuống đất, ngất đi. chương 149, tất cả mọi người muốn chết. Chi chi, Hắc phân Sơn mạch một ngọn núi bên trong, Tam Vĩ Hồ Ly vui sướng bôn tẩu, tại nó vừa mới nhảy xuống một tảng đá lớn lúc, nơi xa một đạo bạch quang như tật quang phim bay vụt mà đến, rất nhanh tại tiểu hồ ly trước mặt ngưng tụ, lại cũng là một cái màu trắng hồ ly, bất quá cái này hồ ly đằng sau lại có năm cái đuôi. Chi chi, tiểu hồ ly trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thân thể nho nhỏ từ dưới đất nhảy lên, cái kia năm đuôi hồ ly trên thân đột nhiên bạch quang lấp lánh, Cuối cùng thế mà biến thành một cái xinh đẹp làm cho người khác hít thở không thông trung niên mỹ phụ. Chi chi, tiểu hồ ly nhảy lên trung niên mỹ phụ trong ngực, mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất, không ngừng nghẹn ngào, cực kỳ giống một cái bị khi phụ hài tử. "Tiểu phỉ, cùng ngươi nói bao nhiêu lần thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, người vẫn là thừa dịp ta bế quan lúc phụng trộm chạy đến." Trung niên mỹ phụ than nhẹ một tiếng, duỗi ra một cái um tùm ngọc thủ khẽ vuốt tiểu hồ ly đầu, tiểu hồ ly thoải mái hít mắt lại cái này mỹ phụ mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương chi sắc, bất quá rất nhanh trong mắt sát khí lóe lên, trầm giọng nói, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra vì sao ta cảm ứng được ngươi rất nguy hiểm thế nhưng là có nhân loại muốn giết ngươi hừ hừ, ai dám động đến ta nữ nhi bảo bối, ta cũng phải làm cho hắn chém thành muôn mảnh. Chi chi, tiểu hồ ly kêu một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất nhân tính hóa trần chờ tựa hồ đang tự hỏi muốn hay không, đem giang giật kém chút xiết chết chuyện của nó nói cho trung niên mỹ phụ. Trung niên Mỹ phụ gặp tiểu hồ ly trầm mặc, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, nàng bốn phía quét qua, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra quả nhiên có người muốn giết ngươi, hừ hừ, vùng núi này bên trong nhân loại có 32 cái, toàn bộ đều phải chết. Hưu, trung niên Mỹ phụ thân thể đột một hướng đằng không mà lên, cuối cùng lại lơ lửng giữa không trung, thẳng tắp hướng giang giật bọn chúng chỗ phương vị bay đi. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt tựu đã tới giang giật chỗ thạch phong phía trên, nàng đứng ngạo nghễ hư không bên trên, Ánh mắt xa xa khóa chặt hôn mê trên mặt đất giang giật, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu phỉ, trên người người này có khí thức của ngươi, là hắn muốn giết ngươi à. Chi chi, tiểu hồ ly nhìn xem nằm dưới đất giang giật, đột nhiên kêu lên, đối trung niên mỹ phụ không ngừng lắc đầu. Hừ, trung niên mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, có chút giận dữ nhìn qua tiểu hồ ly khiển trách, tiểu phỉ, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, nhân loại cùng yêu thú là trời sinh địch nhân, chúng ta mặc dù có nhân loại linh trí, nhưng chúng ta không phải người, là yêu nhân loại đối đãi với chúng ta xưa nay sẽ không nhân từ nương tay sở dĩ có người muốn thương tổn chúng ta lúc chúng ta cũng tuyệt đối không năng thủ mềm người đứa nhỏ này liền là quá thiện lương chi chi tiểu hồ ly vẫn như cũ quật cường lắc đầu trong đôi mắt sáng lên hai đạo bạch quang hiển nhiên tại truyền lời cho trung niên mỹ phụ trung niên mỹ phụ trong mắt đều là vẻ kiên định quát lạnh nói không được coi như hắn cuối cùng buông tha ngươi cũng không thể tha thứ hắn dám động ngươi người phải chết chi chi Tiểu hồ ly cũng kiên định lạ thường nhìn qua trung niên mỹ phụ, không ngừng lắc đầu réo lên không ngừng, hai cái móng vuốt ôm thật chặt cánh tay của nàng có chút lay động, tựa như một cái quật cường hài tử cùng nàng mẫu thân tại đấu khí, kia khuôn mặt nhỏ cùng mắt nhỏ bên trong đều là quật cường chi sắc. Trung niên mỹ phụ một cái ôm um tùm trong tay ngọc lúc đầu sáng lên một đạo bạch quang liền muốn chém giết giang giật, giờ phút này cùng tiểu hồ ly nhìn nhau một lát, thân sắc rốt cục ôn hòa lại, nặng nề thở dài nói ai, Người đứa nhỏ này làm sao lại thiện lương như vậy ngươi dạng này sớm muộn phải thua thiệt, thôi thôi, về sau nhớ kỹ ngàn vạn không thể chạy loạn. Nói xong, trung niên Mỹ phụ thân thể hướng ba vạn sâu trong núi lớn cấp tốc vào tới, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự biến mất tại trong quần sơn chi chít, bốn phía lại bình tĩnh lại. Giang giật vẫn tại trên mặt đất hôn mê, trong thạch động lưu lão mấy người cũng vẫn còn đang hôn mê bên trong. Tất cả mọi người không biết chuyện phát sinh phía sau, cũng không biết bởi vì Giang giật một khắc cuối cùng mềm lòng, không có động thủ tiếp tục thuần hóa tiểu hồ ly, ngược lại cứu được mọi người mệnh. Trung niên Mỹ phụ này như thế cường đại, giống như phát hiện nữ nhi của mình bị người thuần hóa thành linh thú, sợ là sẽ phải bộc phát lôi đình chi nộ, không nói giang giật bọn người muốn chết, sợ là cái này phương viên chăm dặm bao quát linh thú thành cùng linh thú sơn học viện đều có thể gặp nạn. Hưu cũng không lâu lắm, linh thú thành phương hướng hai thân ảnh mà đến, rất nhanh sông lên hắc vân sơn mạch, hướng giang giật vị trí vào tới. Giang giật tao ngộ tam vĩ linh hồ chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, linh thú thành cách nơi này cũng có mấy chục dặm, hai vị này cường giả tiếp vào tín hiệu có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đổi tới, cũng coi là đáng quý. Hai người tự nhiên là hai tộc tỏa trấn tại linh thú thành cường giả, thực lực cũng không tệ, hai người đều là thần du bát trọng. Linh thú thành là thần võ quốc nhất phương Nam Thành Trì, đi phía Nam Đại hà Quốc Thiên Huyền Quốc phải qua đường, lại tại linh thú Sơn học viện phía dưới, cái này Thành Trì cũng tự nhiên rất là trọng yếu, hai đại gia tộc phái cường giả tỏa trấn cũng bình thường. Hai người tới giữa sân, hồ nghi bốn phía dò xét một trận, cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Hai người mặc dù không có gặp qua giang giật, nhưng cũng nhìn qua giang giật chân dung cùng tư liệu, tự nhiên mang tới hắn lên hang đá. Tiến vào hang đá hai vị cường giả đem tất cả mọi người cứu tỉnh về sau, lúc này mới hỏi thăm về đến, chỉ là tất cả mọi người không biết đằng sau chuyện gì xảy ra. Giang giật ngược lại là không có dấu giếm quá nhiều, đem hắn tạo ngộ tam vĩ hồ ly sự tình nói ra, bất quá cũng không có nói cái này tam vĩ linh hồ thả ra yêu thuật, chỉ nói kia hồ ly xa xa nhìn mấy lần liền rời đi. Tam vĩ linh hồ yêu thuật rất khủng bố, giống như bị người ta biết hắn bên trong tam vĩ linh hồ yêu thuật sau còn có thể sống sót, sợ là toàn bộ đại lục đều sẽ chấn kinh, trên người hắn trí bảo cũng sẽ bị rất nhiều cường giả chỗ dòm trộm. Tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ, ai cũng không biết cái kia đạo khí tức kinh khủng, cái kia đạo đem tất cả mọi người mê đi đi qua khí thức cường đại đến từ phương nào. Không trả tiền nhà hòa thuận chiến ra cường giả trước tiên làm ra quyết định, cái này Hắc Vân Sơn mạch không thể ở nữa, tất cả mọi người nhất định phải rút lui. Có thể bằng vào khí thế ép tới lưu lão cùng cơ lão trực tiếp ngất đi tồn tại, hoặc là kim cương cảnh cường giả, hoặc là chỉ có tứ gia yêu vương trở lên yêu thú. Vô luận là cái gì, cái này đều quá nguy hiểm, tiền vạn quán cùng chiến vô song thiên kim thân thể tự nhiên không có khả năng đang mạo hiểm. Tiền vạn quán cùng chiến vô song cũng chuẩn bị rút lui, nhưng giang giật lại chết sống không chịu rời đi. Mười triệu tử kim còn không có kiếm đủ, linh thú còn không có thuần hóa, giang giật sao có thể cứ như vậy đơn giản trở về đương nhiên điểm trọng yếu nhất. Giang giật cho rằng bất luận là kim cương cảnh cường giả, hay là yêu vương cấp bậc yêu thú, lần này đã không có giết bọn hắn, như vậy bọn hắn liền là an toàn. Đối với loại này cấp bậc tồn tại tới nói, muốn bóp chết bọn hắn như dẫm chết kiến tộc. Đã nơi này là an toàn, kia vì sao không thể tiếp tục đợi rời đi Hắc Vân Sơn Mạch, hắn còn có thể đi cái nào nhanh chóng kiếm lấy tử kim. Tiền vạn quán cùng chiến vô song khuyên vài câu, gặp Giang giật cố chấp muốn lưu lại về sau, hai người bất đắc dĩ đi theo các gia cường giả rời đi. Bất quá tiền vạn quán đem tiền khôn bọn người lưu lại, để bọn hắn nghe theo Giang giật mệnh lệnh. Tiền gia thần du cường giả cùng lưu lão không nói gì thêm, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần tiền vạn quán không có chuyện là được, tiền khôn bọn người toàn bộ chết rồi, cũng không tính là gì đại sự đưa mắt nhìn mọi người rời đi về sau giang giật nhìn thấy tiền khôn bọn người sắc mặt có chút mất tự nhiên rất là lo lắng hắn khẽ mỉm cười nói tiền khôn các ngươi yên tâm nếu có cường đại yêu thú đột kích ta tuyệt đối sẽ cùng các ngươi cùng chết chờ ta kiếm đủ ngàn vạn tử kim ta hội lại săn giết một đoạn thời gian yêu thú cho đoàn người ít nhất mỗi người năm vạn tử kim thù lao có trọng thường tất có dũng phu tiền khôn bọn người lập tức không thèm đếm xỉa cho tiền vạn quán bán mạng không phải là vì tử kim sao chỉ cần có tiền cho ai bán mạng không phải bán. Giang giật nhìn qua xa xa liên tục thanh sơn, trong đầu nhớ lại cái kia kia tiểu hồ ly dáng vẻ, u u thở dài nhẹ giọng thì thào, ta buông tha cái kia tiểu hồ ly, đến cùng là đúng hay sai. chương 150, tiểu hồ ly lại tới. Sau đó thời gian, vượt quá tiền khôn đám người ngoài ý liệu, hắc vân sơn mạch bên trong bình tĩnh đáng sợ. Giang giật mỗi ngày đều thông lệ săn giết hai lần yêu thú, ban đêm thì an tâm tu luyện. Dòng dã qua một tháng, không còn có xuất hiện tam vĩ linh hồ loại hình kinh khủng yêu thú, cái kia đạo đem mọi người ép tới hôn mê khí tức cường đại không còn xuất hiện. Mà để tiền khôn bọn người càng thêm an tâm chính là, giang giật cái này nửa cái thời gian cũng tao ngộ mấy cái nhị giai đỉnh phong yêu thú, xuất hiện mấy lần tình hình nguy hiểm. Dĩ vãng tình huống như vậy đều là lưu lão ra tay giúp đỡ đánh giết, cái này mấy lần nhưng đều là giang giật nhẹ nhóm hóa giải, mà lại hóa giải thủ đoạn, để tiền khôn bọn người chấn kinh ngạc không thôi lần thứ nhất giang giật tao ngộ một đầu cường đại tiến long kia tiến long cứ việc bị giang giật sát lục chân ý áp chế nhưng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng cũng trước tiên thả ra yêu thuật phía sau một cái gai nhọn bắn tới như chớp nhị gia yêu thú yêu thuật cỡ nào hung tàn kia gai nhọn tốc độ nhanh đến dọa người mắt thấy là phải đem giang giật thân thể bắn thủng kết quả giang giật trên thân đột xuất phóng xuất ra một đạo hỏa diễm kia hỏa diễm đưa tiền khôn bọn người cảm giác giống như là hỏa điều phóng thích yêu thuật lúc phun ra chân hỏa hỏa diễm nhẹ nhõm đem gai nhọn cho đốt thành hư vô, giang giật cũng nhẹ nhõm đem phóng thích yêu thuật sau suy yếu vô cùng tiễn long đánh giết. Lần thứ hai càng thêm nguy hiểm, giang giật đồng thời tao ngộ hai cái nhị giai đỉnh phong yêu thú vây công, tại tiền khôn bọn người coi là hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, trên người hắn đột nhiên xuất hiện hai cái màu đỏ tiểu thạch đầu. Tại tất cả mọi người xem không hiểu tình huống dưới, kia hai cái nhị giai đỉnh phong yêu thú cùng phụ cận mấy chục cái yêu thú toàn bộ bị thiêu chết. Tiền khôn bọn người hồi tưởng lại hai cái kia màu đỏ tiểu thạch đầu xuất hiện trong nháy mắt, kia kinh khủng nhiệt độ cao đến nay còn lòng còn sợ hãi. Bất quá mọi người cũng không dám tùy ý đem tin tức này truyền đi, chỉ là bẩm báo cho tiền vạn quán. Tiền vạn quán rất nhanh truyền đến mệnh lệnh, giang giật bất cứ chuyện gì cấm chỉ trước bất kỳ ai lộ ra, tiền ra người cũng không được, nếu không giết chết bất luận tội. Tiền vạn quán cũng là biết rõ giang giật có một ít hát chủ bài, mới yên tâm để hắn lưu lại, có thể đem giang biệt ly nhân vương ấn hủy đi, Giang giật làm sao lại không có một chút bảo mệnh thần thông. Thời gian lại qua hai tháng, tiền vạn quán cùng chiến vô song đợi người tới thăm một lần, bức bách tại các gia tộc áp lực hai người không dám tiếp tục dừng lại, chỉ là dặn dò Giang giật cẩn thận chút. Đi qua một đoạn như vậy thời gian khổ tu, tại tiền vạn quán đại lượng địa long đan phụ trợ phía dưới, Giang giật tại một tháng trước liền thành công đột phá chú đỉnh cảnh bắt trọng, tốc độ tu luyện nhanh chóng để tiền khôn bọn người âm thầm tắc lưới. Một ngày này, Giang giật theo thường lệ chém giết một vòng yêu thú, cuối cùng tiền khôn xuất thủ đem hắn đánh ngất xỉu mang về hang đá, chờ hắn thanh tỉnh lúc, ngoài ý muốn phát hiện một thân ảnh mỹ lệ. Hắn ngồi dậy, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tô như tuyết, hỏi tô đạo sư, sao ngươi lại tới đây ngươi không cần dẫn đội sao? Mang cái gì đội a? À? tô như tuyết bay giang giật một chút, tức giận nói ra, người tại thanh này yêu thú đều cho chặn giết, học viện phụ cận dãy núi một cái yêu thú cũng bị mất. Tề viện trưởng để cho ta tới hỏi một chút, người còn muốn săn giết bao lâu lại làm tiếp các học viên cơm đều không có ăn. Linh thú sơn học viện bên trong công tử tiểu thư rất nhiều, những người này nóng lòng đề cao thực lực, thường thường sẽ tiêu phí đại lượng tử kim tại nam viện khí trong phòng tu luyện. Trong học viện chủ yếu thu nhập cũng là bắt nguồn từ bọn hắn, ký danh học viên săn giết yêu thú đổi lấy điểm ấy tử kim, tự nhiên không tính là gì. Giang giật cũng biết rõ điểm này, biết rõ tô như tuyết đây là cùng hắn nói đùa, hắn nhếch miệng cười nói, không nhiều, nhiều nhất lại săn giết 3 năm năm đi. ầm um, Tô Như Tuyết đưa tay gõ giang giật đầu một cái, cáo giận nói, nhiều nhất nửa năm, nửa năm sau còn dám tiếp tục làm tiếp, tề viện trưởng khẳng định sẽ ra tay đem người bắt về giam lại. Nửa năm, giang giật tính một cái, gật đầu nói, không sai biệt lắm, ta đã kiếm lời năm 600 vạn tử kim, thời gian nửa năm ta còn có thể kiếm lại tám 800 tử kim, đầy đủ mua xuống tam hoa thất diệp thảo cùng ngàn năm cầu nhân sâm, tiền còn lại cũng đủ tu luyện mấy năm. Nhiều như vậy ngươi mới ra ngoài 3 tháng A Tô Như Tuyết giật mình, trong mắt đẹp đều là kinh ngạc. Hắc hắc, Giang giật cười ngạo nghễ, nói, ngươi cũng không nhìn ca cái này làm việc hiệu suất, một ngày ta có thể săn giết gần 200 con yêu thú, bên trong còn có một phần ba là nhị dai, ngươi đi tính toán bao nhiêu tử kim. Ca, tô như tuyết trừng mắt hạnh, lần nữa cho Giang giật một cái hạt rẻ, cả giận nói, ngươi mới bao nhiêu lớn ở trước mặt ta xương ca. Hắc hắc, Giang giật sờ lên dâu dưới cằm, cười nói, tô như tuyết, ngươi là càng ngày càng trẻ, ta là càng ngày càng già, không tin ngươi để tiền khôn bọn người nhìn xem nhìn ta giống hay không ca của ngươi. a à, đối mặt Giang Giật trêu chọc, tôi Như Tuyết lần này quỷ dị không có sinh khí, ngược lại kinh ngạc nhìn qua Giang Giật. Mấy tháng này Giang Giật ở bên ngoài màn trời chiếu đất, nhìn hoàn toàn chính xác thành thục rất nhiều, vóc dáng cũng cao hơn một chút, đều vượt qua nàng nửa cái đầu. Nguyên bản trên mặt ngây thơ biến mất, thay vào đó là thành thục nam nhân vững vàng cùng tự tin, nhất là sáng người có thần con ngươi, càng cho người ta một loại giã tính cùng không bị trói buộc, trong lúc bất chi bất giác trong lòng nàng suy nhược non nớt tiểu nam hài, đã biến thành một cái tràn ngập nam tính mị lực tiểu nam nhân. Nhìn cái gì đấy trên mặt ta có hoa sao hay là ta trở nên đẹp trai? Giang giật nhìn thấy tô như tuyết sững sờ nhìn xem hắn, khóe miệng cong lên một cái đường cong, tràn ngập khỏe mạnh quang trạch ra thịt phối hợp cái nụ cười này càng lộ vẻ nam tử dương cương chi khí. Phi, tô như tuyết khẽ gắt một tiếng, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện nhàn nhạt đỏ ửng, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói ra, còn có một việc, Tiếp qua mấy cái Nguyệt Quốc chiến muốn bắt đầu, nghe nói ban thưởng rất phong phú, người có muốn hay không tham gia tham gia ta cho người báo danh. Quốc chiến Giang giật lông mày rậm nhíu một cái, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là rất nhanh khoát tay áo nói không đi không đi, ta còn bận rộn kiếm tiền tu luyện, tìm kiếm chấn hồn thảo đâu, làm sao có thời giờ đi làm những thứ này. Ừm, Tô Như Tuyết không có gì bất ngờ xảy ra nhẹ gật đầu, cao mày hỏi chấn hồn thảo, tiền vạn quán bọn hắn còn không có giúp ngươi dò xét đến. Không có, Giang giật sắc mặt tối sầm lại, u u thở dài nói, cái này đông tây đại lục trong lịch sử chỉ xuất hiện đếm rõ số lượng 10 cây, tiền vạn quán để cho người ta dò xét 3 tháng, vẫn là không có bất cứ tin tức gì. Ai, ta đi, người bảo trọng, tô như tuyết nhìn thật sâu Giang giật một chút, ra khỏi phòng thân thể hướng trên vách đá bay vọt mà xuống, rất nhanh biến mất ở phía xa trong rừng cây. ầm ừ, vào thời khắc này, tô như tuyết chạy đi phương hướng, một viên đạn tín hiệu đột nhiên nổ bắn ra mà lên, tiền khôn sắc mặt trầm xuống, lập tức quát khẽ, không tốt, giật thiếu, tiền lực phát tín hiệu nói, cái kia tam vĩ linh hồ lại tới. Cái gì cái này tiểu hồ ly hẳn là muốn tìm cái chết không thành hừ hừ, chọc tới ta, tự cưỡng ép đem ngươi thuần hóa. Giang giật con ngươi co rụt lại, trên mặt xuất hiện một vòng tức giận. Lần trước liền bỏ qua cái này tiểu hồ ly, lần này nó còn dám xuất hiện hắn có hỏa linh châu không sợ cái này hồ ly yêu thuật, tiền ra thám tử cùng tô như tuyết nhưng không có hắn thân thể vội vàng trên mặt đất đạp mạnh, bay thẳng nhảy xuống mặt đất, trên mặt đất lăn một vòng tan mất hạ xuống chi lực, thân thể bắn lên hướng tô như tuyết đuổi theo. chương 151, Ngân Nguyệt yêu lang, hưu, giang giật hai chân vận chuyển hắc sắc nguyên lực, tốc độ như gió chỉ điện giật đuổi theo, chỉ là trong chốc lát hắn liền vọt vào một cái trong rừng cây, xuyên thấu qua đông đúc cỏ dại kinh túc, cũng phát hiện nơi xa tô như tuyết thân ảnh. Để hắn rất là kỳ quái là, tô như tuyết lại xa xa đứng ở nơi đó, thân thể không nhúc nhích, tiền gia trinh sát rõ ràng phát ra nguy hiểm tín hiệu, nàng thế mà không trốn. Chẳng lẽ bị kia tam vĩ linh hồ mị hoặc, giang giật trong đầu một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, nội tâm đột nhiên run lên, sắc mặt càng thêm cấp bách, thân thể càng nhanh hơn bắn tới. Giang giật, không được qua đây, mau trốn, nơi xa truyền đến một tiếng khẽ kêu, để giang giật trong lòng treo một cái lớn thạch đầu rơi xuống, hắn thân thể nhưng không có nửa điểm do dự, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Rất nhanh, hắn biết rõ tô như tuyết không có trốn nguyên nhân, bởi vì đối diện nàng có một cái phi thường xinh đẹp cự lang chính xa xa nhìn qua lấy hắn, kia cự lang toàn thân đều là bộ lông màu tím, chiều cao đạt tới 8 thước, nghiễm nhiên như một cái to lớn như sư tử, trên đầu nó còn có một cái tử sắc độc giác, nhìn giống như một cái độc giác thú. Tam giai cao cấp yêu thú, ngân nguyệt yêu lang, cái này tử sắc độc giác để giang giật thân thể run lên. Tiền ra giò xét tử không nói là phát hiện tam vĩ linh hồ sao làm sao một cái ngân nguyệt yêu lang lại đột nhiên ra phụ cận bất quá, Giang giật trong đầu hiện lên ngân nguyệt yêu lang tư liệu, rất nhanh liền bình thường trở lại. Nếu như nói tam vĩ linh hồ là tam gia yêu thú bên trong tồn tại khủng bố nhất, như vậy trước mắt cái này xinh đẹp tử sắc cự lang, liền là tam gia yêu thú bên trong tốc độ nhanh nhất yêu thú, không có cái thứ hai. Cái này ngân nguyệt yêu lang lực công kích không thế nào mạnh, liền là tốc độ như gió, đừng nói tiền ra những này trinh sát, giống như cái này ngân nguyệt yêu lang toàn lực bôn tẩu, sợ là phụ cận có một tên thần du nhất trọng cường giả đều dò xét không đến. Đương nhiên, nói nó công kích yếu là tương đối còn lại tam gia yêu thú mà nói, nói thế nào nó đều là tam gia yêu thú, phối hợp nó tốc độ khủng khiếp, lực công kích sợ là cũng phi thường dọa người. Tô như tuyết tím mị thần quang đoán chừng cũng là không có nắm chắc đánh chúng nó, mới không dám loạn động. Trốn, đừng nói tô như tuyết, sợ là thần du thất bát trọng võ giả tốc độ cũng không sánh bằng cái này yêu lang A. À. Làm sao bây giờ, Giang giật thân thể một bên nhanh chóng tới gần tô như tuyết, một bên âm thầm nghĩ biện pháp hỏa linh thạch hẳn là có thể đem cái này yêu lang đánh giết, vấn đề là. Cái này yêu lang nhanh như vậy tốc độ, hắn có thể đánh chúng mà lại bên cạnh còn có cái tô như tuyết, hỏa linh thạch vừa ra, sợ là tô như tuyết cũng phải bị đốt thành than cốc A. À. Hiu, rất quỷ dị là, giang giật tại ở gần cái này ngân nguyệt yêu lang nhưng vẫn không động, trên thân cũng không có nửa điểm khí tức, chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên giang giật cùng tô như tuyết. Giang giật lao nhanh đến tô như tuyết bên người, gặp cái này yêu lang còn không có động lập tức thở dài một hơi, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn trầm trầm yêu lang, quát khẽ tô như tuyết, lui lại. Không nên quá nhanh, không muốn phóng xuất ra bất kỳ địch ý nào. Tô như tuyết nuốt nước miếng một cái, thân thể không nhúc nhích, có chút khẩn trương nói ra, người đây. Nữ nhân ngu xuẩn, còn không mau đi, giang giật ánh mắt không dám di động mảy may, hạ giọng nói, cái này yêu lang không giết chết được ta, người không đi sẽ chỉ làm ta vướng chân vướng tay. Lui về trong thạch động, lập tức, tô như tuyết nhìn qua nơi xa yêu lang, lại nhìn Giang giật rộng lớn phía sau lưng, cắn răng bắt đầu lui lại, nàng không phải là đồ ngốc, Giang giật có thể đem người vương ấn phá vỡ, tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh, nàng lưu lại xác thực sẽ trở thành vướng víu. Một bước, ba bước, năm bước, để Giang giật cùng tô như tuyết đều thở dài một hơi chính là, tô như tuyết chậm rãi lui vài chục bước, cái kia yêu lang vẫn là không nhúc nhích, kia ánh mắt xâm lãnh cũng không tiếp tục khóa chặt nàng, mà là nhìn về phía Giang giật. Hô, thẳng đến tô như tuyết lui xa vài chục trượng bắt đầu quay người hướng trong thạch động nhanh chóng chạy đi cái này yêu lang vẫn là không nhúc nhích lúc giang giật triệt để buông lỏng có chút thở ra một hơi mặc dù hắn không có nắm chắc đánh giết yêu lang nhưng không có tô như tuyết ở bên cạnh hắn tự tin lấy ra hỏa linh thạch cái này yêu lang tuyệt đối không dám cận thân ngược lại lập tức hội sợ quá chạy mất chiến vẫn là lui trong đầu của hắn bắt đầu trần chờ cầm hỏa linh châu tay đều là mồ hôi lạnh xa 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 để giang giật toàn thân siết chặt chính là tại thời khắc này yêu lang đột vậy mà động nó chậm rãi hướng bên cạnh di động hai bước lộ ra phía sau trong bụi cỏ một đạo màu trắng thân ảnh nhỏ bé tam vĩ linh hồ giang giật ngoài ý muốn nhìn qua theo trong bụi cỏ chui ra ngoài tam vĩ linh hồ hồ nghi nháy nháy mắt chẳng lẽ lại cái này tiểu hồ ly lần trước không có giết chết hắn lần này tìm một người trợ giúp ông tiểu hồ ly trong đôi mắt đột nhiên phát sáng lên một cái ngọt ngào giọng nữ tại giang giật trong đầu hiển hiện đại nhân chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ rõ tiểu phỉ sao. Giang giật nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói ra tiểu hồ ly, người muốn làm gì. Tiểu hồ ly con mắt híp lại thành một đường nhỏ, tựa hồ lộ ra ngọt ngào mỉm cười, nàng đôi mắt lần nữa sáng lên, truyền lời cho Giang giật nói, đại nhân, lần trước tiểu phỉ không phải nói, đại nhân không giết ta, ta hội báo đáp đại nhân. Tiểu phỉ lần này liền là để báo đáp ngươi, ân, tiểu phỉ cũng không biết đưa ngươi cái gì tốt, Nhân loại các ngươi không phải thích thuần hóa yêu thú là linh thú, sao ta liền đem đầu này tím lang mang đến tặng cho ngươi làm linh thú, ngươi có thể thuần hóa nó, cái này đại gia hỏa bên trong của ta yêu thuật, nó sẽ không phản kháng đấy. Cái gì? Giang giật thân thể cùng linh hồn đều chấn động, cảm giác tựa như thiên phương dạ đàm. Cái này tiểu hồ ly lần trước kém chút bị hắn giết, tâm hắn mềm buông tha nó một lần, nó vậy mà có ơn tất báo, đưa tới một cái tam gia yêu thú ngân nguyệt ma lang cho hắn làm linh thú. Không đúng. Đây coi là cái gì ân không giết nó liền là ân đức. Bất quá giang giật giờ khác này ngược lại là minh bạch, vì sao cái này ngân nguyệt yêu lang vì sao một mực không công kích, tình cảm đây là bị tiểu hồ ly mị hoặc khôi lỗi, nếu không dùng yêu thú hung ác bạo ngược, tô như tuyết sớm hẳn là không mệnh. Yêu thú cùng nhân loại không phải một mực là thiên địch, một khi tao mộ tuyệt đối không chết không thôi, cái này tiểu hồ ly làm sao đối với nhân loại không có nửa điểm địch ý a à, thật là một cái quái thai. Giang giật mơ hồ, nghĩ lại nghĩ đến một cái tam gia yêu thú thế mà có thể có được có thể so với nhân loại linh trí, còn có thể chủ động truyền lời tới, nghe hiểu được nhân loại lời nói, cái này tam vĩ linh hồ hoàn toàn chính xác không giống yêu thú, ngược lại giống như một cái yêu tinh. Ân, nhìn, còn có chút thiên nhiên ngốc cái chủng loại kia. Đại nhân, người không thích cái này tím lang sao của ta yêu thuật chỉ có thể khống chế tam gia yêu thú, người muốn ghét bỏ nó, tiểu phỉ cũng không có biện pháp. Tiểu hồ ly gặp giang giật không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ mơ hồ, nháy nháy mắt lần nữa truyền tới một câu. Ta, rất thích, Giang giật tỉnh táo lại, liền nuốt mấy cái nước bọt. Như thế thiên đại tiện nghi, còn không biết nhặt được, hắn liền là. Mặc dù nội tâm của hắn có rất nhiều kinh nghi, nhưng giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Một cái tay cầm hỏa linh châu tùy thời chuẩn bị dự phòng nguy hiểm, một cái tay lấy ra linh thú phủ quán chú nguyên lực, đánh ra ký tự màu vàng thuần hóa ngân nguyệt yêu lang. Sự tình thuận lợi đến làm cho Giang giật cảm giác được sợ hãi. Cái này ngân nguyệt yêu lang nhẹ nhóm bị hắn thuần hóa, thu nhập linh thú phủ bên trong, hắn cũng cảm giác được cùng cái này ngân nguyệt yêu lang linh hồn có một tia liên hệ, mà kia tiểu hồ ly từ đầu đến cuối không có nửa điểm dị động, tựa hồ thật là đến báo ân. Tốt, đại nhân, tiểu phỉ về nhà, nếu không mẫu thân lại hội của trách ta. Tiểu hồ ly mắt nhỏ híp lại, cười cười quay người hướng nơi xa chuẩn bị đi đến. Giang giật dừng một chút, có chút trần chờ mà hỏi, tiểu hồ ly, ngươi vì sao đối ta không có định ý ân? ta ý tứ nói, cảm giác người tựa hồ đối với ta rất hữu hảo ngươi không phải yêu thú sao. Tiểu hồ ly quay đầu lại, nháy nháy mắt, truyền tới một câu, tiểu phỉ cũng không biết, có lẽ ta xuất sinh tự có được cùng loại nhân loại linh trí đi, tiểu phỉ luôn cảm giác ta không phải một cái yêu thú, mà là một người. Tiểu phỉ không thích cùng yêu thú đùa, bởi vì bọn chúng không có linh trí không biết nói chuyện, sở dĩ ta vẫn muốn vụng trộm chạy đến, muốn quen biết vài cái nhân loại bằng hiếu. Đại nhân, ngươi là tiểu phỉ nhận biết cái thứ nhất nhân loại A, hy vọng lần sau còn có cơ hội có thể gặp mặt. Tiểu hồ ly nhanh chóng rời đi, Giang giật còn ngốc tại chỗ, cảm giác đang nằm mơ. Hắn lần thứ nhất cảm giác thế giới này so với hắn trong tưởng tượng kỳ diệu, có lẽ tương lai hắn sẽ còn gặp được càng nhiều chuyện kỳ diệu.